Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 117. Đám người của mấy thánh địa lớn đều bị tiêu diệt, gần như không có cơ hội phản kháng, công này thuộc về các tiểu đệ yêu tộc dưới trướng của Dương Bách Xuyên. Hơn 300 cấp tôn vương ra tay cùng một lúc, cộng thêm chuột vương xuất lĩnh tộc chuột ngũ hành đào một cái hố to, mai táng 6 địa tiên tam chuyển bị áp chế cảnh giới. Nhưng xét thấy dù sao cũng là địa tiên bị áp chế xuống, cách này cũng là cách an toàn nhất, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng báo thù xong. Tiếp theo là đi ra Thái Hoang. Hơn 5 vạn yêu là một con số khổng lồ, Dương Bách Xuyên đưa hết bọn họ vào trong không gian hồ Càn Khôn. Làm như vậy để tránh rắc rối, rốt cuộc 9 tấm bia đá ở cửa vào Thái Hoang chính là nơi phong ấn yêu tộc. Chưa lên cấp thiên yêu chưa ra được. Bây giờ Dương Bách Xuyên thu tất cả bọn họ vào trong không gian hồ Càn Khôn để mang ra ngoài, bớt rất nhiều phiền toái. 9 chỗ ra vào của Thái Hoang, 9 đại tinh cương, mỗi một chỗ đều có một cái. Năm đó Dương Bách Xuyên đi qua Ngân Hà Tinh Cương để vào Thái Hoang, cũng chỉ quen thuộc nơi này, hơn nữa tinh thần môn cũng ở Ngân Hà Tinh Cương nên hắn lựa chọn trở về bằng đường cũ. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên cưỡi Thanh Ngưu đi đến cửa ra vào của Ngân Hà Tinh Cương. Dương Bách Xuyên không thu Thanh Ngưu vào trong không gian hồ Càn Khôn, làm Thanh Ngưu làm tọa kỵ, dọc đường đi hơi thở của Thanh Ngưu dọa chạy vô số yêu thú Thái Hoang, bớt rất nhiều chuyện. Hai chủ tớ không dừng chân nghỉ ngơi, hiện tại Dương Bách Xuyên rất nóng lòng muốn về nhà, hận không thể đi ra ngoài ngay lập tức. Sau khi Thanh Ngưu dùng một tiên khí, tu vi đạt đến tôn vương đỉnh phong, sánh ngang với tử hoàng, thiếu một chút nữa là cấp thiên yêu. Có Thanh Ngưu đi ra ngoài với hắn là đủ rồi. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đi qua truyền tống, biến mất ở cửa Thái Hoang. Chấm. Ngân Hà Tinh Quang do một thánh địa lớn quản lý thánh địa Ngân Hà. Còn một cái tên khác nữa, mãi sau này Dương Bách Xuyên mới biết được, một cái tên quen thuộc Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện được Đại sư Huynh thành lập sau khi phá hủy thánh địa Ngân Hà, tương đương thay thế được thánh địa Ngân Hà. Bây giờ gọi là thánh địa Trường Sinh Thần Điện, hoặc có thể gọi là Trường Sinh Tinh Cương, chẳng qua Trường Sinh Điện mới xuất hiện. Không lâu bằng thánh địa Ngân Hà nên nhiều tu sĩ vẫn quen gọi là Ngân Hà Tinh Cương thánh địa Ngân Hà. Đây cũng là lý do Dương Bách Xuyên trở về bằng đường cũ. Chấm. Ánh sáng lóe lên, sau một trận quay cuồng, lúc mở mắt ra, cuối cùng Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu cũng xuất hiện trước tấm bia đá của Ngân Hà Tinh Cương. Cảnh tượng giống hệt năm đó, các tu sĩ xếp hàng tiến hành khảo nghiệm. Dương Bách Xuyên tính thời gian. Khoảng 80 năm đã trôi qua từ khi hắn rời tinh thần môn tiến vào Thái Hoang. 80 năm, hắn từ một tiểu tu sĩ hợp thể cảnh biến thành độ kiếp sơ kỳ, tất nhiên thực lực của hắn không chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Sau khi đi ra sẽ có đại thiên kiếp, sau khi hắn vượt qua đại thiên kiếp mới có được tu vi cảnh giới chân chính. Cũng trong 80 năm này, hắn trải qua sinh tử, đấu trí đấu dũng với đám người thánh địa, cuối cùng bị ép tiến vào dãy núi Vạn Yêu. Sau khi đi ra đã thu phục được toàn bộ yêu tu của dãy núi Vạn Yêu, hơn 100 vạn yêu tộc thần phục hắn, gọi hắn là thánh chủ. Cũng thành lập vân môn tiên cảnh, lập trụ cột vững chắc để đối kháng lại với mấy thánh địa lớn. 300 cấp tôn vương tương đương đại thừa kỳ của nhân tộc, hơn 5 vạn yêu binh có thể sánh ngang với độ kiếp kỳ được giấu trong không gian hồ Càn Khôn, đi theo hắn ra khỏi Thái Hoang. Dương Bách Xuyên dám cá lực lượng này của hắn có thể đối kháng với các thánh địa lớn. Hơn nữa những yêu tộc hắn mang ra đều bị nhốt ở Thái Hoang, bởi vì pháp tắc không được đầy đủ nên không thể có được pháp tắc thiên địa. Sau khi đi ra, Dương Bách Xuyên tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, các yêu tu cường địa này hoàn toàn có thể đột phá bình cảnh, tiến hóa thành đại yêu nhân tộc. Chỉ cần trong 300 cấp tôn vương, không tính tử hoàng, chuột vương, khổng tước, đã có 20-30 đại yêu đã đạt đến tôn vương đại viên mãn. Bước vào thiên yêu chỉ là vấn đề thời gian. Tôn vương tương đương đại thừa của nhân tộc, thiên yêu tương đương cảnh giới phi thăng của nhân tộc. Cảnh giới phi thăng là cảnh giới đỉnh cao trong tu luyện của tu sĩ tu chân giới. Cho dù trong 9 thánh địa cũng không có nhiều tu sĩ có thể đạt đến đại thừa, cảnh giới phi thăng lại càng thêm hiếm. Cho nên Dương Bách Xuyên biết chỉ cần cho hắn thêm thời gian. Không khó để ngồi ăn cùng với mấy thánh địa lớn, thậm chí hắn muốn vượt xa 9 thánh địa, áp đảo tất cả các thánh địa. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên sục sôi nhiệt huyết,
muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại tinh thần môn, đi độ thiên kiếp, giúp tu vi của các đại yêu trong không gian hồ càn khôn tăng lên. Chấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỗ bia khảo nghiệm, người đến người đi, Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu xuất hiện không làm bất kỳ kẻ nào chú ý, dù sao tu chân giới có vô số sinh linh, ngày nào cũng có vô số tu sĩ ra ra vào vào Thái Hoang. Dương Bách Xuyên muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù Thánh Địa Ngân Hà là địa bàn của Đại Sư Huynh, nhưng lòng tự trọng của Dương Bách Xuyên quấy phá, không muốn dựa vào Đại Sư Huynh. Một tu sĩ đi từ tiểu thế giới đến đây, lòng tự trọng rất lớn. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa muốn đi tìm Đại Sư Huynh Vân Trường Sinh, bởi vì hắn biết rõ chuyện của bản thân, hiện tại hắn là một cục rối, đi tìm Đại Sư Huynh chỉ biết tăng thêm rắc rối cho hắn. Tu chân giới có 9 thánh địa lớn, một mình hắn đã đắc tội 6 thánh địa, bao gồm Thông Thiên Cung đứng đầu các thánh địa. Thánh địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô, Thông Thiên Cung. Các đệ tử của 6 thánh địa này đi vào Thái Hoang đều bị hắn lần lượt xử lý, Dương Bách Xuyên tin tưởng mấy thánh địa kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hơn nữa bọn họ còn biết hắn có được một ấu thú kỳ lân, chưa nói thủ giết đệ tử, chỉ nói sự dụ hoặc của thần thú, từ lúc bọn họ không biết xấu hổ phái cao thủ đại tiên tam chuyển, không tiếc hao tổn áp chế cảnh giới xông vào đuổi giết hắn cũng đủ thuyết minh, ngoại trừ U Linh Chi Đô, năm nhà khác cương quyết phải có được thần thú kỳ lân. Nếu không cũng không canh giữ ở dãy núi Vạn Yêu hơn 40 năm. Trong đó chỉ có U Linh Chi Đô hướng đến bách biến chí tôn thần thông bách biến của hắn, nhưng mục đích như nhau, đều muốn giết hắn. Cho nên Dương Bách Xuyên không muốn đi tăng thêm phiền phức cho Đại Sư Huynh. Hắn muốn nhanh chóng làm các thuộc hạ của mình đột phá tu vi, sau đó xây dựng vân môn tiên cảnh, lúc đó mới có tư bản đối đầu với mấy thánh địa. Chấm. Lão Ngưu, chúng ta đi. Không đi truyền tống trận, đi thẳng về phương Bắc, trở về tinh thần môn. Dương Bách Xuyên quyết định lên đường, không thông qua truyền tống trận. Hắn đắc tội quá nhiều thánh địa, gây ra động tĩnh quá lớn ở Thái Hoang, có lẽ đã bị mấy thánh địa treo danh. Truyền tống trận là một giao thông chủ yếu ở giới tu giả, nơi này chắc chắn sẽ có tai mắt. Trực tiếp lên đường vẫn hơn. Thanh Ngưu gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, sau khi đi ra Thái Hoang. Một ngày ta có thể đi hơn 10 vạn dặm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cưỡi Thanh Ngưu rời khỏi quảng trường bia khảo nghiệm. Sau khi đi ra ngoài thành, cuối cùng cũng thở ra một hơi, nói với Thanh Ngưu, chạy như điên đi, chỉ cần đi rời khỏi nơi khảo nghiệm, chúng ta coi như an toàn. Được, chủ nhân ngồi vững nhé. Thanh Ngưu nói xong, bay vèo một phát lên hơn 100 mét, chuẩn bị chạy như điên. Đúng lúc này, đột nhiên không gian vặn vẹo. Một hơi thở khủng bố xuất hiện. Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, quát con. Mạng rất lớn, cầm pháp trượng của bản tôn, giết nhi tử của bản tôn, muốn chạy hả? Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu nghe thấy âm thanh này, cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như trời sắp sập, thân thể bị một áp lực vô hình khủng bố đè nặng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nứt gãy. Trong miệng phun máu, thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy một nữ nhân. Là người quen, năm đó hắn từng đại chiến với nữ nhân này trong không gian hồ càn khôn, nói đúng hơn là từng đại chiến với một sợi thần hồn của nữ nhân này. Vạn Linh Thánh Mẫu. Năm đó sau khi đoạt được pháp trượng từ tay của Trình Vĩ Khang, lúc luyện hóa trong hồ càn khôn, trên pháp trượng Vạn Linh có ấn ký thần hồn của Vạn Linh Thánh Mẫu. Cuối cùng nếu không có sư phụ ra tay, hắn suýt nữa chết trong tay của Vạn Linh Thánh Mẫu. Cách vài thập niên, đi ra khỏi Thái Hoang, Dương Bách Xuyên sợ nhất bị đám người thánh địa phát hiện, kết quả lo lắng thành sự thật. Nhưng hắn không ngờ người đầu tiên tìm hắn sẽ là Vạn Linh Thánh Mẫu, chủ nhân một thánh địa. Nếu là tu sĩ khác thì còn tạm ổn, nhưng đối mặt với chủ nhân thánh địa. Dương Bách Xuyên biết hắn không hề có chút sức phản kháng nào. Lúc thân thể rơi xuống, hắn cảm giác pháp lực của mình bị giam cầm, không gian xung quanh cũng bị giam cầm. Cuối cùng hắn cũng được thể nghiệm sự cường đại của chủ nhân một thánh địa. Không chỉ hắn, ngay cả Thanh Ngưu cũng không hề có sức phản kháng, song song rơi xuống. Vạn Linh Thánh Mẫu xuất hiện gần đó, mới chỉ hơi nhấc tay. Dương Bách Xuyên biết đối phương chỉ mới duỗi tay đã có thể áp chế cả hắn và Thanh Ngưu.
Đây là lần đầu hắn gặp phải thủ đoạn cường đại như vậy. Vừa định cầu cứu sư phụ, đột nhiên một tiếng hét vang dội vang lên. Kỹ nữ, dám động vào sư đệ của ta xem. Một âm thanh to lớn vang dội truyền vào trong đầu của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được sự giam cầm biến mất. Ngay sau đó hắn và Thanh Ngưu cũng khôi phục pháp lực, vội vàng ổn định thân thể. Ổn định xong, Dương Bách Xuyên nhìn lại, thấy một nam tử trung niên mặc áo dài màu trắng, tóc bay bay, đứng khoanh tay đối diện Vạn Linh Thánh Mẫu. Hơi thở này giống với Vạn Linh Thánh Mẫu, hiển nhiên cũng là cấp thánh chủ. Dương Bách Xuyên cũng đoán được thân phận của nam tử trung niên. Gọi hắn là sư đệ, cấp bậc thánh chủ, đây chính là đại đồ đệ của sư phụ Vân Thiên Tà, đại sư huynh của mình, điện chủ Trường Sinh Điện Vân Trường Sinh. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lúc nhìn thấy nam tử trung niên, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một loại hơi thở rất quen thuộc, cảm giác này không thể là giả được. Cho nên hắn xác định nam tử trước mắt này là đại sư huynh Vân Trường Sinh của mình. Một dòng nước ấm chảy qua tim. Đại sư huynh. Dương Bách Xuyên nói. Tiểu tử thối, đi trước đi, để ta đối phó với con đàn bà điếm này, hơn nữa người của mấy thánh địa khác cũng sắp đến. Vân Trường Sinh nói. Dương Bách Xuyên cảm thấy giọng điệu này vô cùng quen thuộc. Sư phụ cũng thường xuyên mắng hắn là tiểu tử thối. Nghe thấy sư huynh nói vậy, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động. Nhưng cũng biết lúc này không phải lúc làm ra vẻ, không nghe Vân Trường Sinh bảo mấy thánh địa khác đang đến sao. Lão Ngưu, đi. Dương Bách Xuyên biết hắn không chen vào được cuộc chiến của cấp thánh chủ, lúc này chỉ có cách nhanh chóng chạy trốn mới không làm đại sư huynh phân tâm. Phía sau truyền đến tiếng hét tức giận của Vạn Linh Thánh Mẫu, Vân Trường Sinh, người muốn đối đầu với ta. Bản tôn nói rồi, Dương Bách Xuyên là sư đệ của ta, ai bắt nạt hắn. Bản tôn muốn mạng của người đó. Vân Trường Sinh nói thẳng, sau khi nhận được tin tức về Dương Bách Xuyên, mấy năm nay lúc nào Vân Trường Sinh cũng chú ý. Mấy lần trước, trưởng lão do hắn phái ra trở về Trường Sinh Điện, nói dãy núi Vạn Yêu thay đổi rất lớn, lúc đó Vân Trường Sinh đã đoán được có thể do tiểu sư đệ đi ra nên mới tạo thành biến cố như vậy. Làm đại đệ tử của Vân Thiên Tà, Vân Trường Sinh quá hiểu con người của sư phụ nhà mình. Nếu Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ do sư phụ thu nhận, chắc chắn sẽ không có việc gì. Cho nên năm đó sau khi nhận được tin Dương Bách Xuyên bị mấy thánh địa ép phải chạy vào dãy núi Vạn Yêu, Vân Trường Sinh tin chắc Dương Bách Xuyên sẽ ra được. Sau khi từ Hữu Đạo truyền tin, Vân Trường Sinh cũng đoán được biến cố ở dãy núi Vạn Yêu do Dương Bách Xuyên gây ra. Cũng đoán được Dương Bách Xuyên sẽ đi ra khỏi Thái Hoang, cho nên lập tức dẫn người rời khỏi Trường Sinh Điện. Thả linh thức cường đại chú ý chỗ ra vào bia khảo nghiệm. Bởi vì lo lắng sau khi đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên sẽ bị mấy thánh địa đuổi giết. Vân Trường Sinh biết rõ những gì Dương Bách Xuyên làm ở Thái Hoang, giết đệ tử của 6 thánh địa lớn, đủ điên cuồng, quan trọng hơn Dương Bách Xuyên có được một thần thú kỳ lân nên mấy thánh địa lớn sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Bách Xuyên. Quả nhiên phát hiện người đầu tiên xuất hiện là Vạn Linh Thánh Mẫu. Vân Trường Sinh vô cùng tức giận, hắn rời núi bởi vì muốn gặp mặt sư đệ, muốn biết được tin tức của sư phụ. Nhưng Vạn Linh Thánh Mẫu lại cũng tự rời núi để đối phó với sư đệ của một, không biết xấu hổ. May mắn hắn đến kịp thời chặn đứng đòn tấn công của Vạn Linh Thánh Mẫu. Mặc dù Vân Trường Sinh còn chưa làm rõ quan hệ của mình và Dương Bách Xuyên, nhưng loại chuyện như một mạch tương thừa lại không giả được, lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Hắn đã xác định đây là sư đệ của mình. Cảm nhận được một hơi thở cực kỳ quen thuộc trên người Dương Bách Xuyên, không sai được. Đối với Vạn Linh Thánh Mẫu, bà ta ra tay bởi vì ghi hận chuyện năm đó Dương Bách Xuyên luyện hóa pháp trượng Vạn Linh của nàng, làm thần hồn của nàng bị hao tổn, nguyên khí thương nặng, tương đương bị một tên tiểu bối sỉ nhục. Thân là chủ nhân một thánh địa lớn, pháp khí trấn phái bị cướp đi, nhi tử bị giết, Vạn Linh Thánh Mẫu đã nghẹn vài thập niên. Lúc Dương Bách Xuyên đi ra khỏi Thái Hoang, bà ta đã cảm giác được, quyết định rời núi tự tay giết chết tiểu tử này. Nhưng không ngờ Vân Trường Sinh lại chặn ngang. Nghe thấy Vân Trường Sinh gọi Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ, Vạn Linh Thánh Mẫu khó thở bật cười, sư đệ. Ngươi tưởng ta là trẻ 3 tuổi hả? Muốn lấy được con thần thú kỳ lân kia thì nói rõ ra, còn sư đệ. Không biết xấu hổ.
Hôm nay lão nương cũng nói thật cho người biết, lão nương phải giết tiểu tử kia, hắn cướp đoạt chí bảo trấn phái pháp trượng vạn linh của thánh địa vạn linh, giết hại Trình Vĩ Khang, mỗi một tội cũng đủ làm hắn chết không chỗ chôn. Vân Trường Sinh, ngươi dám cản ta, thánh địa vạn linh và Trường Sinh Điện không chết không ngừng, tránh ra. Vạn linh thánh mẫu gầm lên. Đe dọa ta, bản tôn cũng nói thẳng cho ngươi biết, ngươi dám động vào một sợi lông của Dương Bách Xuyên, Trường Sinh Điện sẽ dùng toàn lực tiêu diệt thánh địa vạn linh. Năm đó Vân Trường Sinh này có thể tiêu diệt được thánh địa Ngân Hà, bây giờ cũng có thể tiêu diệt được thánh địa vạn linh của ngươi. Bản tôn nói rồi, Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của ta, ngươi dám động vào hắn thử xem. Sư đệ của ta cướp đoạt pháp trượng của ngươi là bản lĩnh của hắn, giết nhi tử của ngươi vì nhi tử ngươi vô dụng, đừng tưởng bản tôn không biết chuyện xảy ra trong Thái Hoang. Mấy nhà các ngươi không biết xấu hổ, mấy trăm người đối phó sư đệ ta, lại bị sư đệ ta đánh ngược lại, chỉ trách đệ tử thánh địa vạn linh các ngươi vô năng mà thôi. Vân Trường Sinh chỉ tay mắng vạn linh thánh mẫu, sắc mặt của bà ta xanh mét, vươn tay, chỉ vào Vân Trường Sinh, run rẩy tức giận hét lên, các đệ tử thánh địa vạn linh nghe lệnh, đuổi giết Dương Bách Xuyên đến tận chân trời góc biển, ai dám cản giết không tha. Tiếng hét này truyền đi rất xa. Sau đó là tiếng hét giận dữ của vạn linh thánh mẫu mang theo lửa giận ngập trời lao về phía Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh cũng ra lệnh, đệ tử Trường Sinh Điện nghe lệnh, ai dám đuổi giết Dương Bách Xuyên, giết hết cho ta. Dứt lời, thân thể của Vân Trường Sinh tăng vọt, sau đó hóa thành một người khổng lồ cao khoảng một cây số, lơ lửng ở phía chân trời, lao vào chém giết với vạn linh thánh mẫu. Giọng nói của hai người truyền đi rất xa, đệ tử mỗi bên đều nghe thấy. Trên thực tế, đệ tử của hai thánh địa này và người của các thánh địa khác đều đã xuất hiện ở cách đó mười mấy dặm, ai nấy đều là cao thủ. Điểm khác biệt là ngoại trừ Trường Sinh Điện và thánh địa Vạn Linh có Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu đích thân xuất sơn, năm thánh địa khác là Thông Tiên Cung, Thần Phú Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô đều phái ra một trưởng lão dẫn đội. Đối với mấy thánh địa có lịch sử lâu đời này mà nói, việc theo dõi Dương Bách Xuyên có ra khỏi Thái Hoang hay không chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chấm. Dương Bách Xuyên biết tình hình nguy hiểm nên hắn và Thanh Ngưu lập tức trốn xa, nhưng hắn lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa Đại sư huynh Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu. Nói thật là trong lòng hắn rất cảm động. Vốn dĩ hắn không muốn gây rắc rối cho sư huynh, nhưng không ngờ vị Đại sư huynh này lại tự ra mặt. Hắn biết hai thánh địa lớn chém giết như vậy sẽ có hậu quả gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên siết chặt nắm đấm, sắc mặt xa sầm. Nhưng hắn không dừng lại mà dốc hết sức chạy trốn, hơn nữa phương hướng cũng thay đổi. Hắn không đi về phía tinh thần môn mà chọn một hướng khác. Bởi vì hắn hiểu nếu lúc này mình đi tinh thần môn thì người của thánh địa vạn linh ở phía sau sẽ đuổi theo hắn, như vậy sẽ mang đến tai ương cho tinh thần môn. Hắn phóng linh thức ra quan sát xung quanh, phát hiện thấy cách mấy chục dặm có vài thế lực đuổi theo. Không nhiều không ít, tròn 6 thế lực. Chính là Lục Đại Thánh Địa, Thông Thiên Cung, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô và Thánh Địa Vạn Linh mà hắn từng đắc tội. Trong đó, Thánh Địa Vạn Linh cách hắn gần nhất, ở ngay phía sau hắn, chỉ cách 20 dặm. Chấm. Ở phía sau, Vạn Linh Thánh Mẫu và Vân Trường Sinh đánh nhau long trời lở đất, động tĩnh cực lớn. Tinh Cương Ngân Hà là địa bàn của Trường Sinh Điện. Sau khi có động tĩnh, toàn bộ Trường Sinh Điện dốc hết toàn lực vì muốn ngăn cản mấy thánh địa lớn truy sát Dương Bách Xuyên. Thoáng cái người của thánh địa lớn cũng đã tiến vào Tinh Cương Ngân Hà, lại thêm Vạn Linh Thánh Mẫu và Vân Trường Sinh gây ra động tĩnh rất lớn. Lần này, thánh chủ của các thánh địa khác đều kinh động. Có thể nói nhân vật cấp bậc thánh chủ là tu sĩ cấp cao nhất trong tu chân giới, cả tu chân giới có động tĩnh ắt không thể qua mắt những người này. Tức thì những thánh chủ này điều động toàn bộ lực lượng đến Tinh Cương Ngân Hà. Có nhân vật cấp bậc thánh chủ đại chiến, đây là chuyện lớn. Cung chủ Thông Thiên Cung lão đại được 9 thánh địa lớn công nhận đang bế quan cũng giật mình tỉnh lại. Sau khi xuất quan, nàng ta gọi người đến hỏi mới biết có một tu sĩ tép siêu tên là Dương Bách Xuyên đã khơi mào cuộc chiến cấp bậc thánh chủ. Tu chân giới không thể loạn. Một khi nhân vật cấp bậc thánh chủ ra tay thì không chỉ là vấn đề sức tàn phá của cuộc chiến, sau lưng mỗi thánh chủ đều có một lão quái vật chân chính đang ở ẩn,
nếu bọn họ can thiệp thì chính là tai họa đối với toàn tu chân giới. Vì vậy, sau khi cung chủ Thông Thiên Cung nắm rõ tình hình, thân hình bỗng lóe lên rồi biến mất ở Thông Thiên Cung. Chấm. Trong Tinh Cương Ngân Hà, ở nơi Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu đại chiến, từng thánh chủ lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là thánh chủ của mấy thánh địa mà Dương Bách Xuyên từng đắc tội, thánh chủ Thiên Kiếm Sơn, thần tộc Thần Phù Linh Tông, thánh chủ U Linh Chi Đô, thánh chủ Bách Luyện Sơn Trang. Tiếp theo là hoàng đế của Hoàng Triều Hiên Viên cũng là nhân vật cấp bậc thánh chủ. Hoàng đế Hiên Viên có quan hệ tốt với Trường Sinh Điện, tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tiếp đến là thánh chủ của thánh địa Đao Chủng xuất hiện với thân phận người xem. Chẳng mấy chốc, tám nhân vật cấp bậc đại thánh chủ đã có mặt ở đây. Sau khi những người này xuất hiện, bốn thánh chủ có thù oán với Dương Bách Xuyên bất giác tập trung lại một chỗ, nhìn Vân Trường Sinh chòng chọc với ánh mắt bất thiện. Nhưng bọn họ không ra tay ngay, bởi vì mấy lão bất tử này đều biết rõ tình hình. Vân Trường Sinh muốn bảo vệ Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên cũng từng đắc tội lão đại Thông Thiên Cung. Cuộc chiến cấp bậc thánh chủ xảy ra, ai ai cũng biết cung chủ Thông Thiên Cung nhất định sẽ xuất hiện. Mấy thế lực đều nghĩ rằng chờ cung chủ Thông Thiên Cung đến thì bọn họ dứt khoát hợp tác với nhau tiêu diệt Trường Sinh Điện, giết chết Vân Trường Sinh. Chỉ có Hoàng đế Hiên Viên Đông Phương của Hoàng Triều Hiên Viên là lo lắng, nhưng hắn cũng nhìn ra bốn thế lực Thiên Kiếm Sơn có khuynh hướng trợ giúp Vạn Linh Thánh Mẫu. Một giọng nói bình thản vang lên trên bầu trời, dừng tay cho bản cung, trời long đất lở còn ra thể thống gì nữa. Cuối cùng thì cung chủ Thông Thiên Cung tên Diệu Tiên cũng xuất hiện. Cung chủ Thông Thiên Cung trông giống như một cô bé 17-18 tuổi, nhưng thật ra tư lịch dài hơn 8 thánh chủ khác, hoặc là nói lớn tuổi hơn. Bởi vì ngôi vị cung chủ Thông Thiên Cung đời này là sư muội truyền lại cho nàng ta. Kể ra thì mỗi thánh chủ đều là phi thăng cảnh, nhưng tu vi thực lực và thủ đoạn thần thông có sự phân biệt cao thấp. Trên mọi phương diện, cung chủ Thông Thiên Cung tuyệt đối là nhân trong nhóm thánh chủ của 9 thánh địa lớn. Thông Thiên Cung được các thánh địa khác tôn vinh địa vị lão đại còn có một nguyên nhân quan trọng, Thông Thiên Cung là thánh địa duy nhất có thể mời thần tiên trên tiên giới hạ phàm bất cứ lúc nào. Tu sĩ bình thường không biết chuyện này, nhưng mấy thánh chủ khác lại biết rõ. Vì vậy, mọi người đều kính trọng cung chủ Thông Thiên Cung. Sau khi Diệu Tiên quát to một tiếng, Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu không ai bảo ai mà cùng tách ra, ngừng chiến. Bái kiến Diệu Tiên sư tỷ. Mấy thánh chủ đứng lơ lửng trên không, hành lễ với Diệu Tiên. Chào mấy vị sư đệ. Diệu Tiên nhìn mấy thánh chủ khác, bình thản đáp lễ. Lúc này, Vạn Linh Thánh Mẫu nói thẳng, xin Diệu Tiên sư tỷ phân. Vạn Linh Thánh Mẫu còn chưa nói hết chữ sử trong từ phân sử sau cùng bị Diệu Tiên ngắt lời. Ta đã biết sự việc xảy ra, lần này ta xuất quan cũng là vì chuyện này. Nói đến đây, Diệu Tiên bỗng dừng lại, ánh mắt sắc như dao đảo qua Vạn Linh Thánh Mẫu và Vân Trường Sinh rồi mới nói với những người khác, có phải các ngươi đã quên tôn chỉ của các thánh địa chúng ta? Là thánh chủ một thời vậy mà lại đánh nhau túi bụi, chuyện này sẽ khiến muôn vàn sinh linh ở tu chân giới nghĩ thế nào về các ngươi? Làm sao các ngươi thống lĩnh một mảnh thánh địa được nữa? Làm sao giữ gìn chính thống nhân tộc được nữa? Là thánh chủ vậy mà lại ra tay với một tu sĩ tiểu bối, các ngươi giải thích cho bản cung xem hành động này có hợp lý không? Giọng Diệu Tiên tuy nhỏ nhưng lọt vào tai các thánh chủ khác lại khiến bọn họ đỏ mặt tía tai, nhất là Vạn Linh Thánh Mẫu. Bà ta là nhân vật cấp bậc thánh chủ nhưng lại ra tay với một tên tiểu bối là Dương Bách Xuyên, đúng là vô liêm sỉ. Mấy thánh chủ khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không dám nhìn Diệu Tiên. Bởi vì mọi người xuất hiện ở đây đều mang lòng riêng, nói trắng ra là vì con thần thú kỳ lân kia của Dương Bách Xuyên. Cho dù là nhân vật cấp bậc thánh chủ cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thần thú kỳ lân. Phi thăng thành tiên khó khăn cỡ nào chứ? Nhưng nếu có được sức mạnh của thần thú thì phi thăng thành tiên không còn là chuyện vô vọng nữa. Vì thế, mục đích quá rõ ràng. Vạn Linh Thánh Mẫu không nhịn được lên tiếng, Diệu Tiên sư tỷ. Tên Dương Bách Xuyên kia đã giết con trai ta, thù giết con sao có thể không báo. Hơn nữa, hắn còn cướp chí bảo trấn phái pháp trượng Vạn Linh của thánh địa Vạn Linh chúng ta. Hôm nay cho dù không giết thằng nhãi này, ta cũng phải lấy lại pháp trượng Vạn Linh. Không sai, thằng nhãi Dương Bách Xuyên kia cũng cướp bùa long lân của thần Phù Linh Tông chúng ta.
Thánh chủ thần phù linh tông là phù hợp góp lời. Đúng, không thể bỏ qua cho thằng nhãi kia được, hắn đã giết đệ tử thân truyền của ta. Phải đó, thằng nhãi kia còn giết trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn, Thánh chủ Thiên Kiếm Sơn nói. Chẳng phải hắn cũng giết đệ tử của Thông Thiên Cung ư, vì sao hôm nay Diệu Tiên Sư Tỷ lại ngăn cản chúng ta? Ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không chúng ta sẽ không nghe. Thánh chủ của mấy thánh địa lớn nhao nhao lên tiếng, ai cũng có lý do, tóm lại là sẽ không tha cho Dương Bách Xuyên. Vân Trường Sinh giận dữ nói, các ngươi là lũ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Từng lý do đều rất đàng hoàng đứng đắn, nhưng suy cho cùng chẳng phải là vì ngấp nghé thần thú kỳ lân của sư đệ chúng ta sao? Đệ tử vào Thái Hoang rèn luyện sống chết có số, môn hạ đệ tử của các ngươi bị sư đệ của ta giết là do môn hạ đệ tử của các ngươi bất tài, sao lại trách sư đệ của ta? Đúng là vô liêm sỉ, ta khinh. Hôm nay, ai trong các ngươi dám ra tay, Vân Trường Sinh ta sẽ liều mạng với các ngươi. Vân Trường Sinh, ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc? Được lắm, ngươi chọc giận chúng ta diệt Trường Sinh điện của ngươi. Nhất thời thánh thủ của mấy thánh địa lớn bắt đầu mắng chửi ầm ĩ, xoa tay hầm hè, không còn tí hình tượng nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất cả im hết cho bản cung. Lần này Diệu Tiên nổi giận rồi. Hôm nay bản cung tuyên bố, người có cấp bậc thánh chủ mà dám chém giết thì đừng trách bản cung mời ra pháp. Câu này vừa được thốt ra, mấy đại thánh chủ lập tức dừng lại, bất giác dùng mình ớn lạnh. Bởi vì mọi người đều biết mời ra pháp trong câu nói của Diệu Ngôn chính là mời thần tiên trên tiên giới hạ phàm. Một khi thần tiên hạ giới, tiêu diệt một thánh địa dễ như trở bàn tay. Cả đám không nói gì nữa, nhưng vẫn tức tối bất bình. Vạn Linh Thánh Mẫu tức giận nói, Diệu Tiên Sư Tỷ, người đã xuất sơn thì tốt quá. Xin ngươi hãy đưa ra một phương án giải quyết. Dù thế nào ta cũng phải lấy lại pháp trượng Vạn Linh, người cũng biết pháp trượng Vạn Linh là đồ mà tổ sư đời đầu của thánh địa Vạn Linh ta để lại, nó không chỉ là chí bảo trấn phái mà còn là truyền thừa tinh thần. Không lấy lại được pháp trượng Vạn Linh thì cho dù thần tiên hạ giới, bản tôn tin tưởng cũng phải nói lý lẽ chứ. Mong Diệu Tiên Sư Tỷ đừng ngăn cản, không thì xin Diệu Tiên Sư Tỷ hãy đưa ra một lời giải thích hợp lý hoặc phương án giải quyết. Lời lẽ bức bách của Vạn Linh Thánh Mẫu khiến Diệu Tiên tức giận, nhưng nàng ta biết pháp trượng Vạn Linh đúng là quan trọng đối với thánh địa Vạn Linh. Nàng ta cũng biết cả Vạn Linh Thánh Mẫu lẫn mấy vị thánh chủ khác đều muốn giết Dương Bách Xuyên, hoặc nói là ngấp nghé thần thú kỳ lân của Dương Bách Xuyên. Nói trắng ra là hôm nay năm thánh địa lớn thánh địa Vạn Linh, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô về chung một phe rồi. Nếu không đưa ra một lời giải thích hoặc một phương án khiến bọn họ tin phục, thì chưa biết chừng năm người này sẽ chém giết với Trường Sinh Điện và đại chiến với Vân Trường Sinh. Mà Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên có quan hệ khá tốt, nếu Trường Sinh Điện bị các thế lực khác chém giết thì Hoàng Triều Hiên Viên nhất định sẽ gia nhập cuộc chiến. Đó chính là đại chiến giữa bảy thánh địa lớn. Nói không chừng Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên sẽ bị tiêu diệt. Một khi bảy thánh địa lớn đại chiến sẽ máu chảy thành sông, thế lực kìm hãm sẽ lớn mạnh. Đối với tu chân giới và nhân tộc mà nói, đây là mối họa lớn. Ở tu chân giới không chỉ có người tu chân thuộc nhân tộc, mà còn có rất nhiều yêu tộc như hổ rình mồi và dị tộc ma đạo ngo ngoe dục dịch. Vì vậy tuyệt đối không thể để cho bọn họ đánh nhau. Mặc dù Diệu Tiên dùng việc mời ra pháp, mà thật ra là mời thần tiên trên tiên giới để uy hiếp bọn họ, nhưng chuyện nhà mình biết, mời thần tiên hạ giới không phải muốn mời là mời được, phải trả giá rất lớn. Điều này làm cho Diệu Tiên hơi khó xử. Nhưng nàng ta cũng biết mình nhất định phải ngăn cản. Và cũng phải xử lý tốt tâm trạng của mấy đại thánh chủ, nếu không sau này sẽ không có ai nghe lời Thông Thiên Cung nữa. Nghĩ tới đây, Diệu Tiên nhìn mấy người Vạn Linh Thánh Mẫu rồi cất lời, ta nói cho các người biết vậy, hôm nay bản cung ra mặt can thiệp vào chuyện này là có công có tư. Về công, tu chân giới không thể loạn, các người đều là chủ thánh địa một phương. Nếu các ngươi đánh nhau liệu rằng có khiến tu chân giới đại loạn không? Do đó, các ngươi không thể đánh nhau. Diệu Tiên nói đến đây thì dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, về tư. Có lẽ các ngươi không biết tiểu sư muội Tử Hà của ta, tức cung chủ Thông Thiên Cung đời trước. Thật ra có quan hệ sâu xa với Dương Bách Xuyên, cho nên xét về công hay về tư, bản cung đều không thể khoanh tay đứng nhìn.
Diệu tiên sư tỷ, không phải là ngươi nói dối đấy chứ? Một tu sĩ tép diêu không biết đến từ tiểu thế giới nào như Dương Bách Xuyên thì làm sao có thể có quan hệ sâu xa với cung chủ Thông Thiên Cung đời trước. Lúc này, Vạn Linh Thánh Mẫu không nhịn được lên tiếng, rất sợ Diệu Tiên thiên vị Dương Bách Xuyên. Hừ, Diệu Tiên lạnh lùng hừ mũi, ngươi cho rằng bản cung nói dối. Bản cung biết rõ chuyện của Dương Bách Xuyên, thậm chí bản cung cũng biết tường tận chuyện giữa môn hạ đệ tử của các ngươi và Dương Bách Xuyên trong Thái Hoang. Vì vậy, bây giờ bản cung rất có trách nhiệm nói cho các ngươi. Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của sư muội Tử Hà của bản cung chủ, cũng là cung chủ Thông Thiên Cung đời trước. Không chỉ vậy, Tử Hà và Vân Trường Sinh cũng đồng môn, điều này. Vân Trường Sinh, bản cung nói có đúng không? Diệu tiên sư tỷ nói đúng, ta và tiểu sư muội Tử Hà cùng xuất thân từ một môn. Gia sư nhận tổng cộng 3 đệ tử, ta là đại đệ tử, tinh thần tử của tinh thần môn là nhị đệ tử. Tử Hà là tiểu sư muội. Tử Hà sư muội có xuất thân cao quý, vì vậy từ trước tới giờ quan hệ đồng môn giữa ba chúng ta không công khai ra ngoài. Còn nhị sư đệ tinh thần tử của ta, nói ra có lẽ mọi người không biết, nhưng hắn còn có một cái tên khác không xa lạ gì với mọi người. Nhị sư đệ truyền thừa thưa thớt, tinh thần môn do hắn sáng lập không nổi tiếng, nhưng 6.000 năm trước hắn từng làm ra một số thành tựu ở nội vực Thái Hoang. Ở nội vực Thái Hoang, hắn tên là Quỷ Mị Đạo Nhân. Gì cơ, Quỷ Mị Đạo Nhân? Sao lại là tên ma đầu kia? 6.000 năm trước, ở nội vực Thái Hoang xuất hiện một đạo nhân lôi thôi lách thách cảnh giới phi thăng, chỉ với sức mạnh của một người mà chém giết 10 đại thiên yêu, tiêu diệt 3 đại ma quân tài năng xuất chúng của ma đạo, đánh bại 10 đại cao thủ tán tiên tam chuyển, một trận thành danh. Sau khi ra khỏi nội vực Thái Hoang, hắn lập tức phi thăng lên tiên giới thành tiên. Sau khi mấy đại thánh chủ nghe thấy danh hiệu Quỷ Mị Đạo Nhân, ai nấy đều không kìm được thốt lên đầy kinh ngạc. Không ngờ Quỷ Mị Đạo Nhân tiếng tăm lừng lẫy lại là sư đệ của Vân Trường Sinh. 6.000 năm trước, Quỷ Mị Đạo Nhân được mệnh danh là cường giả đứng đầu tu chân giới năm đó. Không ai cho rằng Vân Trường Sinh và Diệu Tiên nói dối, bởi vì bọn họ đều là nhân vật cấp bậc thánh chủ, hoàn toàn không cần nói dối. Trọng điểm là Tử Hà cung chủ. Gần như các thánh chủ có mặt ở đây đều biết bối cảnh của Thông Thiên Cung, mặc dù mấy thánh địa lớn khác cũng có truyền thừa trên tiên giới, nhưng tuyệt đối không so được với Thông Thiên Cung. Ở tu chân giới, tông môn của bọn họ là tông môn đỉnh cấp, nhưng sau khi đến tiên giới thì không đáng nhắc đến, trở nên nhỏ bé như môn phái nhỏ ở tu chân giới. Nhưng Thông Thiên Cung vẫn là tông môn hàng đầu ở tiên giới. Điều quan trọng nhất là nghe đồn phụ mẫu của Tử Hà là nhân vật lớn trên tiên giới. Trưởng bối của mấy thánh địa từng dặn dò không được động chạm đến Thông Thiên Cung, không ai được động đến Tử Hà. Nhưng bây giờ, không ngờ Vân Trường Sinh, Tử Hà cung chủ Thông Thiên Cung đời trước và Quỷ Mị Đạo Nhân nổi tiếng khắp tu chân giới vào 6.000 năm trước lại là đồng môn. Lúc này, Vân Trường Sinh tiếp tục nói, chỉ có Dương Bách Xuyên. Hắn là tiểu sư đệ của chúng ta, là đệ tử cuối cùng của gia sư. Vân Trường Sinh nói đến đây thì dừng. Nhưng hắn nhấn mạnh Dương Bách Xuyên là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Có phải là đệ tử cuối cùng hay không không quan trọng, trọng điểm là hắn biểu đạt tầm trong trọng của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của Vân Trường Sinh ta, là sư đệ của Tử Hà sư muội và Quỷ Mị Đạo Nhân. Hôm nay, nếu các ngươi thật sự muốn gây chiến thì phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy, thì sao nào, Dương Bách Xuyên tội ác tày trời, tóm lại là không thể tha cho hắn. Vạn Linh Thánh Mẫu lên tiếng, nhưng giọng điệu không còn cay nghiệt như trước. Ha ha, Vạn Linh sư muội, bản cung có thể chịu trách nhiệm nói cho người biết, đừng thấy Tử Hà sư muội của ta đã phi thăng lên tiên giới mà lầm, trên tiên giới nàng là người có thân phận, tuy thần tiên hạ phàm phải trả giá lớn, nhưng ta nghĩ với gia thế của Tử Hà sư muội, hạ giới một chuyến không khó. Nếu Tử Hà sư muội biết hôm nay tiểu sư đệ của nàng bị các thánh chủ hợp tác đuổi giết, thì e là nàng sẽ không ngại hạ giới một chuyến đâu nhỉ. Diệu tiên nói ra câu này một cách bình thản, nhưng cũng là lời uy hiếp trắng trợn. Mấy thánh chủ đứng ở đây nghe vậy, mặt chợt biến sắc. Đúng thế, Vân Trường Sinh, Quỷ Mị Đạo Nhân và cung chủ của Thông Thiên Cung đời trước Tử Hà, mấy sư huynh muội ai cũng rất lợi hại. Bọn họ biết cung chủ Thông Thiên Cung Diệu tiên không phải dọa chơi. Nếu Dương Bách Xuyên chết thật, chuyện này được báo lên tiên giới. Quỷ Mị Đạo Nhân và Tử Hà biết chuyện, thì
thì nói không chừng hai người sẽ hạ giới. Một thánh địa ở tu chân giới chẳng là cái thá gì, bọn họ không có thực lực ở tiên giới như Thông Tiên Cung. Nhất thời tất cả mọi người đều ngây ra. Nhưng nếu từ bỏ thì lại mất hết thể diện. Nhưng hai mắt Vạn Linh Thánh Mẫu vẫn lóe lên tia sáng. Đương nhiên bà ta biết ý nghĩa trong đó, cũng nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Vân Trường Sinh và Diệu Tiên. Nhưng nàng ta cũng biết thần tiên hạ phàm không dễ như vậy. Nghĩ đến đây, Vạn Linh Thánh Mẫu lập tức hừ lạnh, nói, Diệu Tiên sư tỷ, vậy ngươi nói xem phải giải quyết thế nào. Ta nói trước nhé, nếu hôm nay không phân xử cho bản tôn thì cho dù liên lụy tới thánh địa Vạn Linh, bản tôn cũng bất chấp. Bị một tu sĩ tép diêu cướp mất pháp trượng Vạn Linh, giết con trai, tàn sát môn hạ đệ tử, nếu không đòi lại công bằng thì chẳng phải là thánh địa Vạn Linh ta sẽ mất đi gốc rễ sao? Còn có thể xưng là thánh địa sao? Diệu Tiên tức giận, nhưng cũng biết Vạn Linh Thánh Mẫu nói có lý. Nàng ta cũng nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt Vạn Linh Thánh Mẫu, và mấy vị thánh chủ khác cũng thay đổi sắc mặt liên tục. Nàng ta biết là hôm nay nhất định phải có một giải pháp cho chuyện này, một giải pháp có thể khiến bọn họ chấp nhận. Trong khi đầu óc cấp tốc suy nghĩ, Diệu Tiên sầm mặt nói tiếp, nhóm thánh chủ các ngươi không một ai được nhúng tay vào việc truy sát Dương Bách Xuyên, tất cả tu sĩ trên phi thăng cảnh không được tham dự, nếu không Thông Tiên Cung ta sẽ trực tiếp tiếp quản chuyện này. Dương Bách Xuyên sống hay chết thì phải xem vận may của hắn. Diệu Tiên sư tỷ, Vân Trường Sinh sốt ruột. Nhưng Diệu Tiên giơ tay ngắt lời, truyền âm nói, Vân Trường Sinh, ta chỉ có thể cố gắng giữ công bằng thôi. Ngươi đừng nói nữa. Nếu không sẽ ép mấy người Vạn Linh nóng nảy đấy, không ai có thể thu dọn cục diện được đâu. Bên cạnh Dương Bách Xuyên có tòa tỷ cấp bậc đại thừa mà, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vân Trường Sinh im lặng, hắn biết đây là biện pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại, không cho tu sĩ phi thăng cảnh ra tay tức là tu sĩ cấp bậc tu sĩ đại thừa kỳ sẽ đối phó với Dương Bách Xuyên. Đến lúc đó phải xem vận may và thủ đoạn của sư đệ có thể giúp hắn chạy thoát khỏi tay rất nhiều tu sĩ đại thừa hay không. Mấy người Vạn Linh Thánh Mẫu biết đây là điểm lằn danh đỏ của Diệu Tiên, cảm thấy như vậy cũng tốt. Không cho phép cao thủ phi thăng cảnh ra tay nhưng đại thừa kỳ thì được, mấy thánh địa lớn cộng lại có không ít đại thừa kỳ. Theo Vạn Linh Thánh Mẫu và mấy thánh chủ thấy, cách Diệu Tiên đưa ra đã là giới hạn, hơn nữa còn vô cùng tốt đối với mấy người bọn họ. Bởi vì trong mắt Vạn Linh Thánh Mẫu, Dương Bách Xuyên ra khỏi Thái Hoang chỉ là tiểu tu sĩ độ kiếp cảnh thôi, tọa kỵ của hắn là đại thừa cảnh. Mạnh hơn chút. Nhưng cũng chỉ như vậy, chỉ một người một thú. Không để cấp thánh chủ ra tay, không để cấp phi thăng ra tay, nhưng không hạn chế đại thừa cảnh đi. Điều này không còn gì tốt hơn đối với Vạn Linh Thánh Mẫu. Chỉ riêng tu sĩ đại thừa cảnh của thánh địa Vạn Linh lần này đến đã có 10 người, còn có 100 tu sĩ độ kiếp cảnh, dư sức giết một Dương Bách Xuyên. Huống hồ còn có tu sĩ của mấy thánh địa khác. Vạn Linh Thánh Mẫu biết mấy nhà khác cũng thèm chảy nước dãi với thần thú kỳ lân của Dương Bách Xuyên, tu sĩ đại thừa cảnh của lục đại thánh địa cộng lại có 56 người, giết Dương Bách Xuyên mấy trăm lần cũng không thành vấn đề. Được, Diệu Tiên sư tỷ làm việc công bằng, bổn tôn tiếp nhận. Bọn ta không có ý kiến khác. Mấy thánh địa như núi Thiên Kiếm cũng gật đầu tán thành. Chấm. Cuối cùng cũng xử lý xong việc rồi. Diệu Tiên ra mặt ngăn cản mấy đại thánh chủ và cao thủ phi thăng cảnh ra tay với Dương Bách Xuyên, nhưng lại không hạn chế tu sĩ đại thừa cảnh, càng không hạn chế số người. Mặc dù Vân Trường Sinh thấy lo lắng, nhưng cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất hiện giờ rồi, đệ tử Trường Sinh Điện không được tham dự. Thánh địa Đao Chủng và Hoàng Triều Hiên Viên làm nhân chứng. Sau đó năm đại thánh địa Vạn Linh Thánh Mẫu, Núi Thiên Kiếm, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô đã gọi tất cả phi thăng cảnh trở về, nhưng lại ra lệnh cho môn nhân đệ tử đại thừa cảnh dẫn đầu đuổi giết Dương Bách Xuyên. Bọn họ đều âm thầm dặn dò, trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động thiên, nhất định phải lấy được, bởi vì thần thú kỳ lân không có mặt, chắc chắn nó đang ở trong pháp bảo động thiên. Bọn họ chỉ cần pháp bảo động thiên và thần thú kỳ lân, hoàn toàn mặc kệ Dương Bách Xuyên là sống hay chết. Mấy đại thánh chủ đều bị Diệu Tiên giữ ở yên tại chỗ. Từng người lơ lửng trên bầu trời quan sát Dương Bách Xuyên chạy trốn, linh thức của người cấp bậc thánh chủ vô cùng mạnh mẽ, mặc kệ Dương Bách Xuyên chạy thế nào cũng sẽ nằm trong tầm mắt của bọn họ. Lúc này, người đuổi giết Dương Bách Xuyên đã biến thành cấp bậc đại thừa cảnh,
lục đại thánh địa cộng lại có 60 tu sĩ đại thừa cảnh, phía sau còn có mấy trăm tu sĩ độ kiếp. Tổng lại có đến hơn 500 người, trận hình chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng Vân Trường Sinh đầy lo âu, hắn đã âm thầm quyết định, nếu như tiểu sư đệ không đánh lại, thì hắn sẽ chuẩn bị để quái thai tuyết tàng của Trường Sinh Điện ra tay. Theo lý thuyết quái thai tuyết tàng đều là đại thừa cảnh, nhưng thực lực lại vượt xa đại thừa cảnh, có một số quái thai thiên tài dư sức chém giết phi thăng cảnh bình thường. Vân Trường Sinh truyền âm cho trưởng lão đi theo hắn trở về Trường Sinh Điện bảo đệ tử quái thai chuẩn bị ra tay. Trưởng lão của Trường Sinh Điện rời đi tất nhiên sẽ bị thánh chủ khác phát hiện. Người có mặt ở đây đều là hạng tinh danh, trưởng lão Trường Sinh Điện rời đi, người khác cũng có thể đoán được một vài manh mối bên trong. Nhất là Vạn Linh Thánh Mẫu, khóe miệng bà ta mỉm cười lạnh lẽo, trong lòng đã ghi một món nợ. Lần này ra ngoài bà ta vốn có đề phòng bất trắc, trực tiếp dẫn theo một quái thai tuyết tàng của Vạn Linh Thánh Mẫu. Thấy có trưởng lão của Trường Sinh Điện rời đi, Vạn Linh Thánh Mẫu đã đoán được Vân Trường Sinh cho người đi tìm quái thai của Trường Sinh Điện. Bà ta lặng lẽ truyền âm cho một trưởng lão, bảo quái thai đi theo kia của Thánh Địa Vạn Linh chuẩn bị, nếu như những đệ tử đại thừa cảnh này xảy ra sự cố, thì để đệ tử quái thai ra tay. Bà ta có cùng suy nghĩ với Vân Trường Sinh, cho đệ tử quái thai tuyết tàng ra tay, tóm lại không thể để Dương Bách Xuyên sống sót. Mấy đại thánh chủ đều có tính toán, mở thần thông chi nhãn nhìn Dương Bách Xuyên chăm chú. Chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã đến chỗ cách xa nghìn dặm. Hắn vốn có thể cảm nhận được có cấp bậc phi thăng hoặc nói là cấp bậc tán tiên tam chuyển trong số khí thức mạnh mẽ cách hơn mấy chục dặm, nhưng lại không ngờ tới một lát sau khí thức mạnh mẽ lại biến mất rồi. Nhưng lại có 50, 60 khí thức của đại thừa cảnh bám sát theo, sau đó còn có 500, 600 tu sĩ độ kiếp. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi buồn bực, sao những cao thủ cấp bậc địa tiên tam chuyển và phi thăng cảnh kia lại đột nhiên biến mất rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Bách Xuyên chỉ có thể quy công cho đại sư huynh Vân Trường Sinh, chắc là do đại sư huynh ra mặt, khiến những cao thủ kia rút lui. Dương Bách Xuyên không hề để ý tu sĩ đại thừa cảnh và tu sĩ độ kiếp đang bám sát theo. Không gian bình càn khôn có 300 tôn vương và đại yêu, tất cả đều sánh ngang đại thừa, còn có 5 vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc độ kiếp. Nếu như tu sĩ của mấy đại thánh địa phía sau không biết điều, thì hắn không ngại giết chết những người này. Hắn sợ cấp bậc địa tiên tam chuyển và phi thăng cảnh, nhưng hắn lại không hề sợ đại thừa cảnh trở xuống. Đương nhiên lúc này Dương Bách Xuyên chỉ một lòng muốn nhanh chóng chạy trốn, cắt đuôi những người phía sau trước. Đại sư huynh Vân Trường Sinh đã đích thân ra tay ngăn cản lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu kia, để hắn có cơ hội chạy thoát thân. Không thể phụ lòng đại sư huynh. Hắn tạm thời không muốn chém giết với tu sĩ đuổi theo phía sau. Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được mấy chục tu sĩ đại thừa cảnh và mấy trăm tu sĩ độ kiếp đuổi theo ở phía sau chắc chắn là người của thánh địa đối địch. Hắn nghĩ trốn qua kiếp nạn này trước, đợi hắn độ thiên kiếp xong, đợi 300 đại yêu dưới trướng đều có tiến bộ, lúc đó cho dù đối đầu với những thánh địa này, hắn cũng không sợ nữa. Tạm thời ra khỏi Thái Hoang, hắn còn chưa chuẩn bị tốt đại chiến. Cũng không thích hợp nảy sinh xung đột với mấy đại thánh địa lần nữa. Cho nên Dương Bách Xuyên vẫn luôn chạy về phía trước, cưỡi thanh nghiêu tốc độ không hề chậm. Bây giờ thanh nghiêu cũng là tu vi tương đương với đại thừa cảnh đại viên mãn, nói về thực lực tốc độ thì chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn tu sĩ nhân tộc. Chớp mắt hắn và thanh nghiêu đã bay ra 8.000 dặm, nhưng tu sĩ đại thừa cảnh phía sau vẫn bám sát theo, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu trở nên nóng giận. Không có tu sĩ địa tiên tam chuyển và phi thăng cảnh. Đám cháu các ngươi còn đuổi theo tiểu gia mãi không tha. Thật sự nghĩ tiểu gia dễ bắt nạt lắm chắc. Cho nên Dương Bách Xuyên dừng lại, không chạy nữa. Nếu các ngươi đã hùng hổ dọa người, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Lão Ngưu xuống dưới đi, xem ra đám cháu này không định bỏ qua cho chúng ta, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không khách sáo với bọn họ nữa, tiêu diệt bọn họ. Dương Bách Xuyên bảo Thanh Ngưu bay xuống một ngọn núi không tên. Thánh chủ đã nhịn cục tức lâu rồi, trong số bọn họ không có tồn tại cấp bậc thiên yêu, chúng ta tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Lúc nói chuyện, Thanh Ngưu đã đáp xuống một ngọn núi nhỏ không tên. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu lơ lửng ở ngọn núi nhỏ,
nhìn hơn 50 tu sĩ đại thừa và hơn 500 tu sĩ độ kiếp cách hơn 30 dặm đuổi tới. Khoảng cách 20, 30 dặm không tính là gì đối với tu sĩ đại thừa, chớp mắt đã đến. Trong khí tức, tu vi của khoảng 600 tu sĩ đại thừa không giống nhau, nhưng đại thừa cảnh đại viên mãn chỉ có 20 người, tu vi cũng không đồng nhất. Dương Bách Xuyên lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ bay đến từ phía chân trời. Mấy đại thánh chủ cách hơn mấy nghìn dặm nhìn Dương Bách Xuyên chăm chú, đột nhiên phát hiện Dương Bách Xuyên không chạy nữa, mà dừng lại trên một ngọn núi nhỏ. Diệu Tiên cau mày, Vạn Linh Thánh Mẫu và mấy thánh chủ lại mừng rỡ, trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên không chạy mà dừng lại chính là tìm cái chết. Trong lòng Vân Trường Sinh thì rất sốt ruột, vội vàng truyền âm cho đệ tử Trường Sinh Điện đi dục quái thai tuyết tàng đến đây. Tiểu sư đệ dừng lại, bị khoảng 60 tu sĩ đại thừa và 600 tu sĩ độ kiếp bao vây, điều này không khác gì tìm cái chết. Mặc dù hắn tin thủ đoạn của đệ tử sư phụ Vân Thiên Tà dạy ra chắc chắn mạnh mẽ phi phàm hơn tu sĩ bình thường, nhưng hắn cũng không tin một độ kiếp cảnh sơ kỳ trông có vẻ còn chưa độ thiên kiếp như Dương Bách Xuyên có thể sống sót trong sự công kích của nhiều tu sĩ như vậy. Mặc dù tòa kỵ thanh nghiêu kia của Dương Bách Xuyên có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa cảnh đại viên mãn, nhưng dù sao nó cũng chỉ có một. Còn tu sĩ đại thừa cảnh đại viên mãn của lục đại thánh địa có tới 20 người, chênh lệch thực lực cách xa như vậy làm sao có thể sống được. Sự lo lắng của Vân Trường Sinh không khỏi hiện lên trên mặt. Cảnh này bị Vạn Linh Thánh Mẫu bắt được, bà ta cười trên nỗi đau của người khác, nói, xem ra hôm nay tiểu tử kia đáng chết, hoặc nói là đợi để đầu thai sớm. Nếu hắn tiếp tục chạy trốn có lẽ có thể sống lâu hơn, nhưng hắn cứ muốn dừng lại, giờ mà chết thì đúng là số trời đã định, ha ha ha. Vạn Linh Thánh Mẫu cười phá lên. Vân Trường Sinh hừ lạnh, quay đầu. Không đúng, đó là, yêu tộc, đúng lúc này. Thánh chủ của thần Phù Linh Tông trợn to mắt, kinh ngạc kêu lên. Tiếng kêu của hắn ta cắt ngang Vạn Linh Thánh Mẫu đang rất đắc ý và Vân Trường Sinh, hai người vội vàng vận thần thông chi nhãn để xem. Ngay sau đó, sắc mặt của Vạn Linh Thánh Mẫu vô cùng khó coi, còn Vân Trường Sinh lại trợn mắt há hốc mồm, rồi lập tức bật cười ha ha, hay cho Dương Bách Xuyên, không hổ là tiểu sư đệ của Vân Trường Sinh ta. Giờ e rằng trong lòng một số người nào đó muốn rỉ máu rồi. Mấy đại thánh chủ vốn cho rằng Dương Bách Xuyên dừng lại là cách làm vô cùng ngu dốt, chẳng khác nào tìm cái chết, nhưng lúc bọn họ nhìn lại lần nữa, thì từng người đều phải trợn to mắt. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đứng trên ngọn núi nhỏ không hề động đậy, nhìn 60 tu sĩ đại thừa cảnh và khoảng 600 độ kiếp cảnh ép sát. Trong nháy mắt 60 đại thừa cảnh đã bao vây Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu, cách chủ tớ bọn họ 20 mét, vòng ngoài là khoảng 600 tu sĩ độ kiếp cảnh đứng bao vây. Sự bao vây của tu sĩ cấp bậc này đúng thật là rất khó xuất hiện mấy lần trong lịch sử tu chân giới, không hề nói quá. Đầu tiên là từng nhân vật cấp thánh chủ xuất hiện, sau đó là 60 đại thừa cảnh dẫn đầu khoảng 600 tu sĩ độ kiếp cảnh, không thể không nói lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn nổi danh khắp tu chân giới rồi. Cửu đại thánh chủ đều xuất hiện vì một Dương Bách Xuyên nhỏ bé, cả tu chân giới đều nhốn nháo. Động tĩnh lớn như vậy gần như đã làm kinh động cả tu chân giới. Cái tên Dương Bách Xuyên cũng nhanh chóng truyền khắp tu chân giới. Nhất là cuộc trò chuyện giữa mấy đại thánh chủ cũng vô tình bị đồn ra ngoài, lúc này cả tu chân giới mới biết thì ra tiểu tu sĩ Dương Bách Xuyên lại là tiểu sư đệ của Trường Sinh Điện chủ Vân Trường Sinh, là sư đệ của Quỷ Mị đạo nhân 6.000 năm trước, còn là sư đệ của công chúa Tử Hà thời đại trước của Thống Hướng Cung. Riêng bối cảnh đã dọa chết người. Chấm. Nhưng mà lúc này Dương Bách Xuyên lại đang chống lại 60 tu sĩ đại thừa. Tiểu tặc Dương Bách Xuyên mau khoanh tay chịu trói đi. Tu sĩ đại thừa cảnh của Thánh Địa Vạn Linh là người trung niên, sau khi bao vây Dương Bách Xuyên, ánh mắt gã ta u ám nói. 60 tu sĩ đại thừa cảnh như hổ rình mồi, mọi người đều nhận được mệnh lệnh phải cướp đoạt pháp bảo động thiên hoặc thần thú khí linh trên người Dương Bách Xuyên. Lúc này, người của lục đại thánh địa tụ tập lại với nhau. Từng người chà bàn tay, chuẩn bị xử lý Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt những người này, bây giờ Dương Bách Xuyên chính là cá nằm trên thớt, muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp. Trong mắt mọi người, Dương Bách Xuyên chính là một tu sĩ độ kiếp cảnh sơ kỳ, trong cảm nhận, khí tức của hắn còn là khí tức chân khí, nói cách khác Dương Bách Xuyên là tiểu tu sĩ chưa độ đại thiên kiếp.
Đừng nói những tu sĩ đại thừa cảnh như bọn họ có thể bóp chết Dương Bách Xuyên bằng một tay, cho dù 500, 600 tu sĩ độ kiếp cảnh phía sau, dù là ai bước ra cũng có thể đánh Dương Bách Xuyên ngã gục. Còn Thanh Ngưu bên cạnh Dương Bách Xuyên thì khiến bọn họ kiêng dè, bởi vì khí thức của Thanh Ngưu sánh ngang với đại thừa cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng trong số 60 tu sĩ đại thừa cảnh bọn họ có 20 người cùng cấp bậc với Thanh Ngưu, cho nên nó cũng chẳng tính là gì. Các vị tính ra đều là tiền bối, nhiều người như vậy bắt nạt một hậu bối như ta, đồn ra ngoài sợ là cũng không vẻ vang gì nhỉ. Cái gọi là sông có khúc người có lúc, núi không chuyển thì nước chuyển, hay là hôm nay để cho ta một con đường sống, thấy sao? Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhìn 60 tu sĩ đại thừa cảnh bao vây hắn và Thanh Ngưu, nói. Nghe Dương Bách Xuyên nói, mấy tu sĩ đại thừa cảnh dẫn đầu cũng không khỏi đỏ mặt, quả thật tính ra bọn họ đều là tu sĩ cấp cao. Nhiều người bao vây Dương Bách Xuyên như vậy chính là bắt nạt người. Nhưng bọn họ cũng là làm theo mệnh lệnh, hết cách rồi. Lão già dẫn đầu thần Phù Linh Tông hừ lạnh nói, tiểu tử, bọn ta cũng là phụng mệnh hành sự, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, gan to bằng trời lại dám đắc tội với 6 đại thánh địa. Nhưng mà nói thật, lão Phù vẫn kính phục sự gan dạ này của ngươi, bây giờ cho ngươi một con đường, giao thần Thú Kỳ Lân và Bùa Long Lân của thần Phù Linh Tông ra đây. Lão Phu chỉ có thể đảm bảo cho tiểu tử ngươi được toàn thây. Đúng vậy, giao thần Thú Kỳ Lân ra đây, cho tiểu tử ngươi được toàn thây. Chấm. Những tu sĩ đại thừa cảnh này hoàn toàn không sợ Dương Bách Xuyên không đi vào khuôn khổ. Trong từng vòng bao vây, Dương Bách Xuyên mọc cánh cũng khó thoát. Đến lúc này, từng người cũng không nể nang gì, nói thẳng ra mục đích. Trả thù cho đồng môn gì đó. Đều là cái cớ, thần Thú Kỳ Lân trên người Dương Bách Xuyên mới là trọng điểm của tất cả bọn họ. Nghe lời nói không hề che giấu của những người này, Dương Bách Xuyên cười phá lên, ha ha ha. Từng người các ngươi tự xưng là thánh địa tu đạo, là tấm gương của tu sĩ tu chân trên thế giới, không ngờ đứng trước lợi ích thì chẳng khác gì bọn thổ phỉ, nói là ra vẻ đạo mạo cũng không quá chút nào. Nếu đã không còn gì để nói, vậy thì khỏi nói nữa, tiểu gia vốn còn có ý tốt. Muốn cho các ngươi một con đường sống, nếu đã như vậy thì dẹp đi, đây là các ngươi tự chuốc lấy. Tiểu tử ngông cuồng chết đến nơi rồi còn khoác lác, biết điều thì giao pháp trượng của thánh địa vạn linh ta và pháp bảo động thiên của tiểu tử ngươi ra đây, nếu không. Tu sĩ đại thừa cảnh của thánh địa vạn linh đột nhiên giận dữ. Nhưng mà gã ta còn chưa nói xong, đã bị Dương Bách Xuyên cắt ngang, nếu không chính là chết. Đúng chứ? Hừ, nếu đã biết. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười, nếu đã như vậy thì các ngươi đi chết đi. Trong lúc nói, tay Dương Bách Xuyên chợt vung lên. Ngay sau đó, tiếng giống giận của các loài yêu thú vang lên long trời lở đất, tiếp theo 300 đại yêu cấp tôn vương bỗng dưng xuất hiện, trong nháy mắt nhào về phía 60 tu sĩ đại thừa cảnh. Dương Bách Xuyên lại vung tay lần nữa, 5 vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc độ kiếp đột nhiên xuất hiện. Growl. A a a a. Trong nháy mắt thú giống rung trời, tiếng kêu thảm thiết chói tai, mùi máu tanh nhức mũi. Bỗng chốc, 60 tu sĩ đại thừa cảnh và 500, 600 tu sĩ độ kiếp cảnh của lục đại thánh địa đã bị yêu tu Dương Bách Xuyên thả ra khỏi không gian bình càn khôn nhấn chìm. Chưa đến 10 tức, tu sĩ của lục đại thánh địa, mặc kệ là đại thừa hay là độ kiếp đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến những tu sĩ nhân tộc này hoàn toàn không kịp phản ứng. Cho dù bọn họ có phòng bị cũng không ngờ tới Dương Bách Xuyên sẽ thả ra tận 300 yêu tu mạnh mẽ sánh ngang đại thừa cảnh. Thậm chí 5 vạn yêu binh yêu tướng còn chưa kịp ra tay, tu sĩ của lục đại thánh địa đã bị giết sạch rồi. Những yêu tu Dương Bách Xuyên dẫn ra khỏi dãy núi vạn yêu đều là chọn lọc tỉ mỉ từ trong mấy trăm vạn yêu tu, mỗi một tên đều là tinh anh trong số yêu tu. Nhất là trong số 300 đại yêu cấp tôn vương còn có tồn tại thiên phú dị bẩm. Cộng thêm thân thể yêu tộc mạnh mẽ, đối phó với vài tu chân giả của lục đại thánh địa này đúng là nhét kẽ răng. Chưa đến 10 tức, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Nhìn tay gãy chân đứt xung quanh, Dương Bách Xuyên thở dài tự nói, ta cho các ngươi cơ hội rồi, nhưng các ngươi hoàn toàn không cho ta cơ hội, muốn trách thì trách các ngươi đầu thai nhầm đi. Dương Mỗ là nhân tộc, tất nhiên không muốn đổ sát tu sĩ nhân tộc như vậy, nhưng mà... Hắn không giết người ta sẽ giết hắn. Hôm nay lục đại thánh địa hợp tác vây giết hắn, hoàn toàn không để ý tới thể diện nhân tộc. Vậy thì hắn không hối hận.
phải biết rằng, hôm nay nếu hắn không có nhiều yêu tu ở bên cạnh, thì người chết chắc chắn chính là hắn. Là Lục Đại Thánh Địa không biết xấu hổ ép hắn làm vậy. Chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên tiêu diệt 60 tu sĩ đại thừa cảnh và khoảng 600 tu sĩ độ kiếp cảnh của Lục Đại Thánh Địa, cửu đại thánh chủ đứng cách hơn mấy nghìn dặm quan sát trận chiến đều suýt nữa rớt cả tròng mắt xuống đất. Ai cũng không ngờ Dương Bách Xuyên tùy tiện vung tay lại xuất hiện hơn 5 vạn yêu tu, hơn nữa trong đó còn có đến 300 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh. Những 300 yêu tu sánh ngang đại thừa cảnh, cấp bậc đại thừa của cửu đại thánh địa bao gồm cả tán tiên tổng lại chắc cũng chỉ có thể đến con số này. Tu sĩ đại thừa cảnh là tồn tại cấp cao của tu chân giới, tu sĩ có thể tu luyện đến cấp bậc đại thừa thật sự là tỷ lệ 1/1000. Phi thăng cảnh chính là kim tự tháp, bên dưới là tu vi đại thừa, tu sĩ đại thừa cảnh là tu sĩ trụ cột của một môn một tông. Không ai ngờ tới Dương Bách Xuyên tiện tay vung ra đã xuất hiện 300 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh. Gần như là số lượng tổng hợp tu sĩ đại thừa cảnh của cửu đại thánh địa. Càng đừng nói còn có 5 vạn yêu tu độ kiếp cảnh, lực lượng này vô cùng khủng bố, khiến cho mấy thánh chủ đều chấn động. Nhất là Vạn Linh Thánh Mẫu, sắc mặt bà ta vô cùng tái nhợt, không khỏi nhìn về phía Vân Trường Sinh và Diệu Tiên. Bây giờ bà ta vô cùng nghi ngờ, có phải Diệu Tiên và Vân Trường Sinh đã biết Dương Bách Xuyên có nhiều đại yêu như vậy từ lâu, nên mới đưa ra một biện pháp thỏa hiệp không cho cấp bậc thánh chủ và phi thăng cảnh ra tay không? Diệu Tiên cảm nhận được ánh mắt như dao của Vạn Linh Thánh Mẫu, nàng ta tỏ ra rất vô tội, Diệu Tiên biết chuyện trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động thiên, cũng biết pháp bảo động thiên có thể giấu sinh linh. Nhưng Diệu Tiên hoàn toàn không ngờ trong pháp bảo động thiên của Dương Bách Xuyên lại giấu tới 300 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh và hơn 5 vạn yêu tu sánh ngang độ kiếp cảnh. Diệu Tiên chỉ có thể tỏ ra vô tội với ánh mắt phẫn nộ không hề che giấu của Vạn Linh Thánh Mẫu. Ở đây chỉ có Vân Trường Sinh cười ha ha, tốt lắm, không hổ là sư đệ của Vân Trường Sinh ta, giết hay lắm, ha ha ha. Sắc mặt của Vạn Linh Thánh Mẫu và mấy thánh chủ khác đều đen như đáy nồi, bây giờ bọn họ đã nhận ra nếu không trừ khử Dương Bách Xuyên, tương lai của Lục Đại Thánh Địa chắc chắn sẽ có tai họa lớn. Hiện giờ bên cạnh Dương Bách Xuyên vẫn chưa xuất hiện yêu tu cấp bậc phi thăng cảnh, nhưng sau này thì sao? Có 5 vạn yêu tu độ kiếp cảnh và 300 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh, sau này Dương Bách Xuyên trưởng thành, còn ai có thể đối phó? Mấy đại thánh chủ có thù oán với Dương Bách Xuyên liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy được ý định của đối phương, phải xử lý Dương Bách Xuyên trước khi hắn lớn mạnh. Nhưng mà, dưới sự hòa giải của Diệu Tiên, bọn họ đã thỏa thuận thánh chủ không thể ra tay với Dương Bách Xuyên, địa tiên tam chuyển và cảnh giới phi thăng cũng không được. Chỉ có cảnh giới đại thừa là có thể. Nhưng hiện tại bên cạnh Dương Bách Xuyên có tới 300 đại yêu cấp bậc đại thừa, cho dù mấy thánh địa của bọn họ phái tất cả đại thừa ra thì chẳng khác nào làm đồ ăn lót dạ cho đám yêu kia. Cách duy nhất là để tu sĩ mạnh hơn đại thừa ra tay. Nhưng mà sau khi có Diệu Tiên hòa giải, bọn họ cũng không thể nuốt lời. Càng không dám tùy tiện thất hứa, một số quy tắc vẫn cần phải tuân thủ. Xem ra cũng chỉ có thể để những quái thai tuyết tàng kia ra tay. Mỗi một thánh địa đều có một số quái thai tuyết tàng, tất cả đều là những quái vật đã sống lâu năm, tu vi cảnh giới đại thừa nhưng thực lực và thủ đoạn lại mạnh hơn rất nhiều. Để quái thai tuyết tàng ra tay, vừa phù hợp với ước định của Diệu Tiên, chẳng khác nào lợi dụng sơ hở. Đối mặt với quy mô mạnh mẽ như hiện tại của Dương Bách Xuyên, cũng chỉ có để những quái vật kia rét tay thì mới đè ép được những đại yêu bên cạnh hắn. Vạn Linh Thánh Mẫu nhìn về một hướng nào đó dưới lòng đất. Lúc này, trên một đỉnh núi cao nào đó, thiếu niên mặc da thú như người vượn, đầu tóc bết lại, giống như rất lâu rồi không tắm rửa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình xương bàn tay, người vốn đang nướng thịt đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn ta như có ngôi sao đang lấp lánh, dường như xuyên thấu qua tầng mây, nhìn về phía Vạn Linh Thánh Mẫu. Lúc này, Vạn Linh Thánh Mẫu đã không quan tâm đến mặt mũi, bà ta không chút che giấu, mục tiêu chính là thiếu niên đang ngồi nướng thịt trên đỉnh núi, Hoa Lang, đến lượt ngươi ra sân rồi, giết chết Dương Bách Xuyên, lấy lại Vạn Linh Pháp Trượng. Thiếu niên được Vạn Linh Thánh Mẫu gọi Hoa Lang, cũng chính là quái thai tuyết tàng của Thánh Địa Vạn Linh, nhân vật đóng băng cả vạn năm. Lần này Vạn Linh Thánh Mẫu rời núi đi giết Dương Bách Xuyên, bà ta thông báo cho hắn đi theo là để phòng ngừa chẳng may có chuyện gì xảy ra.
Trước kia để tu sĩ đại thừa mà không để Hoa Lang là bởi vì trong mắt của Vạn Linh Thánh Mẫu, chuyện này cũng không cần thiết. Chỉ một Dương Bách Xuyên còn con mà thôi, tu sĩ đại thừa cũng đủ đối phó, ai mà biết lại thành ra như vậy. Cũng may mà Vạn Linh Thánh Mẫu vẫn còn một lá bài chưa lật, khi xuống núi đã mang theo quái thai tuyết tàng, Hoa Lang. Hiện tại chính là lúc để Hoa Lang ra tay. Trên bầu trời, các đại thánh chủ nhìn theo hướng Vạn Linh Thánh Chủ, tất cả bọn họ đều sững người. Vẻ mặt của cả bốn vị thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Linh Phù Thần Tông, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang đều thay đổi, bọn họ biết không ổn rồi, không ngờ bà già của thánh địa Vạn Linh này lại có mưu kế thâm sâu như vậy, chuẩn bị một gã tuyết tàng sớm như vậy. Nghĩ tới đây, bốn người kia liền vội vàng truyền âm để thuộc hạ của mình dẫn quái thai tuyết tàng tới, chuyện tốt như vậy không thể để một mình Vạn Linh Thánh Mẫu chiếm được. Lần này náo loạn lớn như vậy, mọi người đều biết trên người Dương Bách Xuyên có đồ tốt, thần thú kỳ lân và pháp bảo động tiên, nếu như chậm chân thì đến ngụm canh cũng không có mà uống. Ai cũng biết sự lợi hại của quái thai tuyết tàng, cho dù Dương Bách Xuyên có quân đại yêu, chờ quái thai tuyết tàng ra tay thì hắn cũng phải chịu thất bại. Bây giờ nhanh chóng thông báo cho đệ tử quái thai nhà mình, hy vọng có thể đuổi kịp. Chấm. Bà già này, bà dám. Vân Trường Sinh tức giận, hắn biết rất rõ sự lợi hại của quái thai. Lúc trước hắn đã cho người đi gọi quái thai của Điện Trường Sinh tới, theo ước định thì đệ tử của Điện Trường Sinh không thể ra tay, nhưng hiện tại hắn cũng không để ý được nhiều như vậy. Chỉ hy vọng quái thai tuyết tàng của Điện Trường Sinh có thể đuổi kịp, nếu không thì Dương Bách Xuyên gặp phiền phức to rồi. Vân Trường Sinh, người câm miệng, lão nương phái đệ tử đại thừa kỳ, không hề vi phạm quy định của Diệu Tiên Sư Tỷ. Vạn Linh Thánh Mẫu đáp trả Vân Trường Sinh. Bà, Vân Trường Sinh đúng là nói không nên lời, đệ tử quái thai quả thật là đại thừa kỳ, về mặt lý thuyết thì không hề trái với quy định Diệu Tiên đặt ra. Ngay sau đó, Vân Trường Sinh sốt ruột nhìn Diệu Tiên nói, Diệu Tiên Sư Tỷ, bà ta làm trái quy tắc. Đó là quái thai tuyết tàng, thực sự vượt qua đại thừa, nếu vậy thì đệ tử quái thai của Điện Trường Sinh có thể xuất chiến hay không? Diệu Tiên chưa lên tiếng thì Vạn Linh Thánh Mẫu đã cướp lời, Sư Tỷ Diệu Tiên, tỷ chỉ nói cao hơn cảnh giới phi thăng thì không được ra tay, nhưng đâu có nói đệ tử quái thai không thể, hơn nữa tu vi của bọn họ cũng là cảnh giới đại thừa kỳ, ta không hề phá vỡ quy tắc, hy vọng Diệu Tiên Sư Tỷ có thể đưa ra câu trả lời công tâm. Không sai, nói là thánh chủ và cảnh giới phi thăng không được giết Dương Bách Xuyên, đâu có nói đệ tử quái thai không được. Mấy người kia cũng thi nhau lên tiếng. Diệu Tiên khó xử, bà quên mất còn đám đệ tử quái thai này, hơn nữa mặc dù cảnh giới tu vi của bọn họ chỉ là đại thừa kỳ, nhưng thực lực lại vô cùng hung hãn, không hề thua gì cảnh giới phi thăng, thậm chí thủ đoạn chỉ nhiều hơn chứ không kém. Nhìn Vân Trường Sinh đang vô cùng tức giận, Diệu Tiên chỉ có thể cười khổ, Trường Sinh sư đệ tử quái thai tuyết tàng của Điện Trường Sinh cũng có thể tham chiến. Câu này cũng đồng nghĩa với việc thầm chấp nhận cho đệ tử quái thai tuyết tàng có thể ra tay với Dương Bách Xuyên. Vậy thì đệ tử tuyết tàng của chúng ta đương nhiên cũng có thể ra tay. Các thánh chủ kia cũng lần lượt lên tiếng. Diệu Tiên gật đầu cười khổ. Vốn định bảo vệ Dương Bách Xuyên, bây giờ xem ra nguy rồi. Cho dù đệ tử tuyết tàng của Điện Trường Sinh và những thánh địa khác chạy tới, sợ là cũng không kịp rồi. Bởi vì Hoa Lang của Thánh Địa Vạn Linh đã lên đường. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thôi. Vân Trường Sinh tức giận nhưng cũng không biết làm thế nào. Chấm. Ở đỉnh núi Thánh Địa Vạn Linh ở phía dưới, sau khi được Vạn Linh Thánh Mẫu chỉ tên, Hoa Lang há miệng, nuốt luôn thịt nướng trên kệ. Đúng vậy, hắn ăn giống như cắn nuốt, một cái đầu dê to như con thú, hắn há to miệng, cắn 2-3 lần, ngay cả xương cũng nuốt hết. Sau đó hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhếch miệng cười với Vạn Linh Thánh Mẫu, như Thánh Mẫu mong muốn. Dứt lời, Hoa Lang dậm chân một cái, giống như đạn pháo bay vọt lên trời, chớp mắt đã đến đỉnh núi cách đó trăm dặm. Ầm một tiếng, hắn dẫm nát đỉnh núi vừa đáp xuống, sau đó lại bay xa hàng trăm dặm. Cách Dương Bách Xuyên ngàn dặm, dựa theo tốc độ của Hoa Lang, chỉ trong chớp mắt đã tới. Các thánh chủ nhìn theo với vẻ kinh ngạc. Từ đầu tới cuối, thánh chủ của thánh địa đao chủng vẫn luôn đứng xem, nhìn Hoa Lang bước một bước cả trăm dặm, dẫm đổ cả một ngọn núi, ông ta không nhịn được nói, thân thể dũng mãnh thật,
sợ là đã đạt tới cảnh giới thuần dương, thân xác cũng thành tiên rồi. Nói xong, thánh chủ thánh địa Đao Trùng lại quay sang nói với vạn linh thánh mẫu, nghe đồn, vạn năm trước thánh địa vạn linh có xuất hiện một đệ tử tu luyện thân xác, được đại trưởng lão đời trước của thánh địa vạn linh nhặt được từ trong ổ sói, nhận làm đệ tử. Một tiếng thét dài triệu hồi yêu thú sói từ xa ngàn dặm, có tin đồn người này uống máu, ăn thịt yêu thú, bắt chước thói quen, sinh sống như một yêu thú. Vạn năm trước, hắn khiêu chiến ba cao thủ đứng đầu trong bảng thăng tiên, cuối cùng bỏ mạng, ta vốn tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ lại ẩn mình. Mấy đại thánh nghe được ba chữ, bảng thăng tiên, thì đều giật mình. Cũng đúng, dám khiêu chiến cường giả trên bảng thăng tiên, chắc chắn không thể khinh thường. Bảng thăng tiên là biểu tượng của quyền lực và danh dự trong tu chân giới. Được cả tu chân giới thừa nhận và kính ngưỡng. Toàn bộ bảng thăng tiên chỉ có 10 siêu cao thủ, đại diện cho 10 người có thực lực mạnh nhất của tu chân giới. Vạn năm thay đổi thứ hạng một lần. Người có thể lọt vào bảng thăng tiên có thể được xưng là tiên nhân dưới hạ phàm. Kiến thức của Khương Sư Huynh quả thật là uyên bác, không sai, Hoa Lang chính là người đã thách đấu bảng thăng tiên. Vạn năm trước hắn không hề chết, chỉ có điều cũng không phi thăng mà lại ẩn mình. Vạn Linh Thánh Mẫu đầy đắc ý nói. Dứt lời, vẻ mặt của các đại thánh chủ ở đây đều thay đổi. Có thể thuyết tàng, bọn họ đều là những người có thiên phú dị bẩm, cũng rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đều không phải hạng người dễ đối phó. Cái gọi là tuyết tàng chỉ là một loại niết bàn trọng tu khác, nhưng về bản chất lại khác với niết bàn thuần túy. Mỗi một người lựa chọn đóng băng tu vi của mình, đều sẽ trải qua một lần đại thiên kiếp, được gọi là tuyết tàng thiên kiếp. Không giống với thiên kiếp của những cảnh giới tu vi thông thường, tuyết tàng thiên kiếp giống như đắp nặn một thân thể nguyên thần mới. Thân xác và nguyên thần đều bị thiêu cháy trong thời gian dài, sau khi chịu đựng, cả thể xác và linh hồn sẽ trải qua những biến đổi về chất, trở nên mạnh mẽ hơn, thể xác trực tiếp trở thành một thể thuần dương. Và nguyên thần sẽ vượt qua giới hạn đạt đến một cấp độ khác. Mỗi tu sĩ ẩn thân đều phải ở cảnh giới thăng thiên, nếu không thể chờ được phi thăng, hoặc không còn hy vọng phi thăng thành tiên, thì sẽ chọn cách tuyết tàng. Độ tuyết tàng thiên kiếp, chịu được nỗi đau của lửa trời thiêu đốt, nếu vượt qua được thì sẽ thăng tiên, không qua thì sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng sau đó thì cảnh giới sẽ tụt xuống đại thừa đại viên mãn, lần nữa tu luyện để phi thăng. Như vậy thì tỷ lệ thành tiên cũng sẽ tăng lên. Có một số người vì để thành tiên mà tuyết tàng, có người thì lại theo đuổi sức mạnh cường đại mà tuyết tàng. Hoa Lang thuộc loại sau. Bộ dáng đắc ý của Vạn Linh Thánh Mẫu khiến cho vẻ mặt của các thánh chủ vô cùng khó coi, có Hoa Lang ra tay, trong mắt của bọn họ, tóm được Dương Bách Xuyên là chuyện như ván đã đóng thuyền. Cũng có nghĩa là bọn họ hết hy vọng với những thứ trên người Dương Bách Xuyên. Bởi vì bây giờ bọn họ mới cho gọi đệ tử tuyết tàng, tới được nơi thì cũng đã quá muộn. Vẻ mặt Vân Trường Sinh cực kỳ khó coi, trước đó hắn đã cho người gọi quái thai của Điện Trường Sinh tới, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Hơn nữa, cho dù có tới, sợ là đối mặt với Hoa Lang của Thánh Địa Vạn Linh này cũng quá sức, dù sao thì lịch sử truyền thừa của Điện Trường Sinh cũng ngắn hơn so với những thánh địa khác. Đệ tử tuyết tàng của Điện Trường Sinh mới chỉ 6.000 năm. Mà Hoa Lang của Thánh Địa Vạn Linh là người đã ẩn mình cả vạn năm. Rõ ràng bọn họ đã chiếm ưu thế. Lúc này có lo lắng cũng chẳng có cách nào, Vân Trường Sinh chỉ có thể hy vọng đệ tử của Điện Trường Sinh nhanh chóng đuổi kịp, cho dù không đánh thắng được Hoa Lang thì cũng có thể tranh thủ chút thời gian cho tiểu đệ Dương Bách Xuyên chạy trốn. Sau đó, ánh mắt của các đại thánh chủ lại đặt trên hai nhân vật chính Hoa Lang và Dương Bách Xuyên. Chấm. Dương Bách Xuyên thả đại yêu ra, một lần tiêu diệt 60 tu sĩ đại thừa và 5,600 tu sĩ độ kiếp, trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Không thấy đám người của thánh địa xuất hiện, hắn chuẩn bị thu đám yêu vào trong không gian càn khôn rồi rời đi, hắn nghĩ sau khi ra khỏi đây sẽ tìm một nơi để thuộc hạ đại yêu nâng cao thực lực, đợi có mấy đại yêu cấp bậc thiên yêu thì hắn sẽ không phải sợ đám thánh địa kia nữa. Đang định thu đám yêu lại, vẻ mặt Tử Hoàng cứng lại, thánh chủ. Có cao thủ tới đây. Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Tử Hoàng, hắn như nhìn thấy một luồng ánh sáng nhảy lên như tia chớp. Ầm. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất rung chuyển, luồng sáng rơi xuống, dừng lại cách đó 100 mét.
khói bụi bay đầy trời, tạo thành khói đặc mù mịt. Một lát sau Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy có một người xuất hiện. Người thanh niên khoảng chừng 20, trên người mặc da thú, trên cổ đeo một dây chuyền hình xương, chân đeo xích, tóc tai rối tung, vô cùng lôi thôi. Hoàn toàn giống như một người vượn. Dương Bách Xuyên lại nheo mắt lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, người này không đơn giản, rất phi phàm. Nhìn qua thì cảnh giới tu vi chỉ là đại thừa đại viên mãn, nhưng hơi thở mà hắn ta mang lại rất nguy hiểm, giống như một hung thú đang trực chờ chỉ đợi phân phó. Chắc chắn đây không phải là một tu sĩ đại thừa bình thường. Tử Hoàng cũng nói, thánh chủ, hơi thở của người này rất cuồng bạo, thánh chủ cẩn thận. Ta biết rồi, Dương Bách Xuyên gật đầu. Này, tiểu tử kia, lão phu còn thiếu cái đầu của ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn nộp mạng, hay là để lão phu ra tay? Hoa Lang xem thường mấy vạn yêu, ánh mắt bắn thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Trong mắt hắn, 5 vạn yêu binh yêu tướng và 300 đại yêu cấp bậc tôn vương vây quanh Dương Bách Xuyên chẳng khác nào không khí. Dương Bách Xuyên nghe xong, nhìn dáng vẻ tự cao tự đại từ ánh mắt của đối phương, hắn cũng nổi giận đùng đùng, mẹ kiếp, bà nội nó chứ, kẻ nào mà lớn lối như vậy, tiểu gia đây tốt xấu gì cũng là thánh chủ của vạn yêu, không xem hắn ra gì. Còn mở mồm gọi hắn là tiểu tử. Lúc này, Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng thì các đại yêu, thuộc hạ của hắn đã tức giận, Linh Miêu Vương tu vi tôn vương trung kỳ, vì để nịnh bợ mà nhào qua, láo xược, dám vô lễ với thánh chủ nhà ta, xem bản vương xé xác ngươi. Chớp mắt, Linh Miêu Vương đã xuất hiện cách đó 100 mét, đứng trước mặt Hoa Lang, biến thân thành bản thể, giơ móng vuốt sắc nhọn chộp tới. Meo. Tốc độ của Linh Miêu Vương không tệ, ra tay nhanh như tia chớp, meo một tiếng rồi vung chảo về phía Hoa Lang. Linh Miêu gặp bất lợi, thánh chủ để bọn ta lên. Tử Hoàng tỏ ý nàng với Khổng Tước, Thanh Ngưu và Trồn Vương sẽ ra tay. Đi đi, cẩn thận một chút. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng hét thảm. Meo. Là tiếng kêu thảm thiết của Linh Miêu Vương. Bọn họ nói chuyện nhưng tầm mắt cũng không hề rời khỏi sân, chỉ thấy Linh Miêu Vương chộp móng vuốt tới, gã thanh niên đối diện lại bày ra dáng vẻ đùa cợt, khóe miệng nhếch lên. Đợi khi Linh Miêu Vương chộp móng vuốt tới gần một thước, gã đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy Linh Miêu Vương hét thảm rồi bay ra xa vài trăm mét, trên bầu trời chỉ để lại một vệt xương máu. Một đòn này khiến Linh Miêu Vương không biết tung tích hay sống chết. Quá hung hãn. Đây là kết luận mà Dương Bách Xuyên rút ra. Cũng chính đòn tấn công này khiến cho đám Tử Hoàng sững người. Chỉ một cái vung tay đã mang lại cho người ta một cảm giác như tan thành mây khói. Tiểu tử, đừng có để đám thú vật này lên đây chịu chết, người mau ngoan ngoãn qua đây, nếu không thì tất cả đám này đều sẽ trở thành đồ ăn lót dạ của lão phu, à không đúng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Lang nhìn lũ yêu như đang nhìn đồ ăn ngon. Ngươi là ai? Dương Bách Xuyên hết sức u ám, hắn biết mình gặp phải kẻ mạnh rồi. Ha ha, ngươi có thể gọi lão phu là Hoa Lang, đệ tử của Vạn Yêu Thánh Địa. Hoa Lang trực tiếp báo danh, không hề giấu giếm thân phận của mình. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên càng ngày càng trầm xuống, lại là Thánh Địa Vạn Linh. Từng câu từng chữ thú vật mà Hoa Lang gọi đều khiến cho Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận. Mặc dù đệ tử mà hắn thu nhận đều là yêu thú, nhưng trong số yêu thú này lại có Khổng Tước và Hỷ Thước là nữ nhân của hắn. Có người mắng nữ nhân của mình là thú vật, là ai thì cũng sẽ tức giận. Đám Tử Hoàng đã tức tới run cả người, bọn họ là yêu thú cao cấp, trí thông minh và tu vi đều không thua kém gì với con người, nhất là Tử Hoàng còn là đại yêu của tiên giới, nào có ai dám mắng là thú vật. Muốn chết, bắn hắn, lột da cho ta. Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho 4 người Tử Hoàng. Phụt 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 phụt. Tử Hoàng, Chuột Vương, Thanh Ngưu và Khổng Tước lập tức xuất hiện trước mặt Hoa Lang. Thú vị đấy, ha ha. Hoa Lang nhìn tứ đại yêu thú lần lượt hóa thành bản thể rồi tấn công về phía mình, hắn không hề sợ hãi mà còn cười thầm. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tím bắn ra từ cơ thể Tử Hoàng và Chuột Vương, Thanh Ngưu cũng tỏa ra ánh sáng xanh, Khổng Tước cũng cảm nhận được sự tài giỏi của Hoa Lang. Nàng vừa xuất chiêu đã sử dụng tới pháp khí cây ngô đồng cao vút tầng mây hung hăng quất về phía Hoa Lang. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rung trời,
chùm tia sáng chói mắt hay nói đúng hơn là năng lượng hội tụ trên người Hoa Lang, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Ngay sau đó, ánh mắt Dương Bách Xuyên híp lại, hắn nhìn thấy Hoa Lang nắm chặt hai tay đặt chéo ở trước ngực, toàn thân hắn ta tỏa ra vầng sáng màu trắng. Sức mạnh thuần dương bạo phát ngăn cản đòn tấn công của đám tử hoàng. Phải biết là bốn người tử hoàng là đại yêu mạnh nhất dưới trướng của hắn, chỉ thiếu nửa bước nữa thôi là sẽ đạt tới cấp bậc thiên yêu, hơn nữa Khổng Tước còn trực tiếp dùng pháp bảo cây ngô đồng, bốn đại yêu liên thủ với nhau, sợ là ngay cả địa tiên tam chuyển cũng không chiếm được hời. Nhưng Hoa Lang lại có thể dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công này. Cùng một cảnh giới, một đấu bốn, rõ ràng là vô cùng dễ dàng. Người này tuyệt đối không phải là tu sĩ đại thừa tầm thường. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên lại nghe Hoa Lang tức giận nói, thuần dương phá vạn pháp, giết cho ta. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hoa Lang vung hai cánh tay, ánh sáng trắng quanh người hóa thành một mặt trời chói lọi, trong giây lát, thân hình khổng lồ của Tử Hoàng, Chuột Vương, Khổng Tước và Thanh Ngưu đều bay ngược ra ngoài. Ầm 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 ầm. Tứ đại yêu đều chật vật, nện xuống nền đất cách đó mấy chục mét. Vừa đối mặt, bốn thuộc hạ mạnh nhất đã bị Hoa Lang đánh bại. Cả đám đều nôn ra máu, nhìn có vẻ bị thương rất nặng. Lúc này, trái tim Dương Bách Xuyên như nhảy dựng lên. Hắn biết mình đã gặp kẻ mạnh, hôm nay chưa chắc đã có thể vượt qua, Hoa Lang mang cho hắn một cảm giác giống như một hung thú thời tiền sử. Ngay sau đó Hoa Lang nhìn hắn cười quỷ dị rồi bước vào tới. Tất cả đại yêu, tiểu yêu đều tấn công về phía Hoa Lang, bảo vệ Dương Bách Xuyên. Năng lượng mạnh mẽ trên bầu trời hướng tới Hoa Lang. Ầm 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 ầm. Giọng đọc trầm thấp đọc mật chú nào đó, hư ảnh sau lưng Hoa Lang há to cái miệng, con sói dài cả trăm mét há cái miệng rồi phóng ra một vòng xoáy năng lượng mang lực hút cực kỳ lớn. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ không ổn, giây sau mấy trăm yêu tu bị hút vào, hóa thành từng giọt máu tươi. Tất cả đều bị hư ảnh của Hoa Lang nuốt chừng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy, máu tươi bị hư ảnh Hoa Lang nuốt vào giống như hóa thành sức mạnh của hắn. Tất cả dừng tay, Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, hắn biết không thể lấy trứng chọi đá được. Nhoáng cái đã bị Hoa Lang cắn nuốt mất 300-400 tiểu yêu khiến lòng Dương Bách Xuyên nhỏ máu, hắn đành phải thu các yêu tu khác trừ bốn đại yêu tử hoàng vào không gian bình càn khôn. Bởi hắn biết bọn họ ở lại cũng chỉ làm điểm tâm cho Hoa Lang mà thôi. Hắn thu phục đám đại yêu, tiểu yêu này không hề dễ dàng, không chịu nổi tổn thất như thế. Giờ phút này giữa sân chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và bốn đại yêu tử hoàng, Hoa Lang liếm môi, cười nhếch mép, cũng tốt, ăn bốn tên xúc sinh bên cạnh ngươi trước, sau đó chậm rãi đùa chết thằng danh nhà ngươi, thứ không biết tốt xấu. Dương Bách Xuyên giận dữ, tay nắm chặt đồ long kiếm, chuẩn bị liều mạng. Thật sự không được thì hắn sẽ mời lão đầu xuống núi, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng cái suy nghĩ này vừa xuất hiện thì trong đầu đã vang lên giọng nói của lão đầu, thằng nhóc thúi, đối phương là quái thai tuyết tàng, con như vậy không xử lý được gã, chỉ biết chịu chết thôi, trước tiên cứ trốn đi đã. Quái thai tuyết tàng là cái quỷ gì? Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Trước tiên rời đi đã, đừng có lằng nhằng nữa. Vân Thiên Tà nói thẳng nói. Đi, Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu bốn người tử hoàng, Thanh Ngưu, Khổng Tước Vương và Chuột Vương vào không ra bình càn khôn luôn. Phía trước các nàng bị Hoa Lang đánh trọng thương, lúc này phải chạy trốn sợ sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên định chạy một mình, dù sao hắn cũng có thủ đoạn chạy trốn. Sau lưng có thể mọc ra cánh thiên ưng cánh chim, trong người có chỉ xích thiên nhai công, xét về tốc độ chạy trốn, hắn không thua bất luận kẻ nào. Cánh thiên ưng là phép thần thông của thiên ưng vương mà hắn lấy được ở hành cung thiên yêu, lúc ấy sau khi Dương Bách Xuyên nhận được thần thông mới biết nó được xưng là dương cánh bay 10 vạn dặm. Nhưng hắn cũng hiểu, dựa theo tu vi trước mắt, đừng nói là dương cánh bay 10 vạn dặm đều khó khăn. Có điều nếu thêm chỉ xích thiên nhai công phụ trợ, hẳn có thể đạt đến tốc độ dương cánh bay vạn dặm. Đây là tốc độ chỉ có thiên ưng vương đạt được. Chấm. Ngay sau đó. Dương Bách Xuyên thúc giục chân khí, sau lưng mọc ra cánh thiên ưng, hai cánh chấp động, vèo một phát đã xuất hiện ngoài mấy trăm dặm. Đây còn là lần đầu tiên hắn dương cánh. Lúc ở Thái Hoang, do bị thiên địa pháp tắc áp chế nên chỉ có thể bay trong phạm vi mấy trăm dặm mà thôi,
đương nhiên tu vi của hắn khi đó cũng không cao. Mà hiện tại sau khi rời Thái Hoang, đã không còn bị thiên địa pháp tắc áp chế, tốc độ tăng lên là điều chắc chắn, cụ thể tăng tới trình độ nào thì chính Dương Bách Xuyên cũng không rõ. Khoảnh khắc cánh chim chớp lóe lúc hắn mới thúc dục chân khí cho thấy hiệu quả không tồi. Đây vẫn trong tình huống chưa vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, nếu không tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Hắn không tin Hoa Lang cũng sở hữu tốc độ vô biên. Có thân pháp chỉ xích thiên nhai công phụ trợ, hắn tự tin có thể thoát đi. Cảnh giới cao nhất của thân pháp thần thông này chính là chỉ xích thiên nhai, tuy hiện tại Dương Bách Xuyên không làm được nhưng theo sự tăng trưởng của tu vi, hắn cũng gần chạm đến ngạch cửa đó rồi. Dương cánh bay được mấy trăm dặm, Dương Bách Xuyên bắt đầu củng cố thân pháp và cánh thiên ưng, sau khi thích ứng thì khẽ vô cánh chim, vèo một cái đã xuất hiện bên ngoài ngàn dặm. Điều này khiến hắn mừng như điên, tốc độ này mới chỉ là bắt đầu thôi, hắn còn chưa dùng hết toàn lực đây. Nếu toàn lực, tốc độ đương nhiên sẽ còn tăng lên nhiều. Dương Bách Xuyên quay đầu, bỗng thấy một tia sáng bay đến từ phía sau. Chỉ thấy Hoa Lang không nhanh không chậm mỉm cười bám theo hắn như cũ. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên vô cùng sửng sốt, hắn cảm giác tốc độ của mình đã nhanh lắm rồi, thế nhưng trông dáng vẻ của Hoa Lang vẫn nhẹ nhàng như xưa. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy gã lên tiếng, danh con, có hơi thú vị đấy, cứ việc dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà trốn, nếu có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu thì xem như ngươi thắng, ha ha. Nghe những lời châm chọc đầy thản nhiên của Hoa Lang, lòng Dương Bách Xuyên trùng xuống, hắn phát hiện hình như mình đã xem thường thực lực của Hoa Lang rồi. Người này sở hữu khí chất của dã thú, thực lực cũng mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Dương Bách Xuyên vốn cho rằng mình có thể chiếm ưu thế về tốc độ, không ngờ tốc độ của Hoa Lang cũng vượt mức bình thường. Đến lúc này hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể toàn lực thúc giục cánh thiên ưng và thân pháp thần thông chỉ xích thiên nhai công. Dưới sự hỗ trợ của cả hai, hắn tìm cơ hội, vèo một cái lại tăng tốc. Lần này thế mà Dương Bách Xuyên lại thi triển ra cảnh giới chỉ xích thiên nhai, chân chính đạt đến tốc độ cực hạn của phép thần thông này. Hoa Lang phía sau lập tức mất hút không thấy tăm hơi, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám chậm chạp, ai biết một giây sau gã có đuổi kịp không chứ. Chẳng qua so với phía trước thì tâm trạng Dương Bách Xuyên đã nhẹ nhàng hơn chút, hắn thúc giục công pháp, không ngừng phóng như điên. Dương cánh bay vạn dặm, xa tít mù khơi. Ở tu chân giới mênh mông, như thế chạy như điên phía trước, Dương Bách Xuyên không có mục tiêu cứ chạy như điên về trước, dù sao hắn biết mình không thể dừng lại. Không thấy Hoa Lang đuổi theo, lúc này Dương Bách Xuyên mới thở phào một phen, không nhịn được dò hỏi sư phụ Vân Thiên Tà về chuyện quái thai tuyết tàng. Hắn nhớ năm đó mình từng nghe Lục Yên Chi kể chuyện này ở biển sao Thái Hoang rồi, chỉ có điều hình như Lục Yên Chi cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay lão đầu vừa xuất hiện đã thốt lên bốn từ quái thai tuyết tàng, hơn nữa còn kêu hắn mau chạy trốn, nhất định là không đơn giản. Sư phụ, ngài kể một chút về quái thai tuyết tàng được không? Thật ra đây là một con đường TH đạo khác, có người vì phi thăng, có kẻ vì mưu cầu sức mạnh cường đại. Tuy nhiên có thể xưng là quái thai tuyết tàng đều là nhân tài kiệt xuất, hễ là quái thai tuyết tàng đều không so bằng tu vi hay cảnh giới. Quái thai càng mạnh sẽ càng giống tán tiên, sở hữu loại hào quang tu đạo đặc biệt, sau lưng sẽ tỏa ra ánh sáng chứng minh cho tu vi, giống hệt hào quang của tán tiên. Mà quái thai tuyết tàng còn từng vượt qua một tia hào quang thiên kiếp, ngay từ đầu muốn vượt thiên kiếp tuyết tàng phải bị thiên hỏa chân chính đốt cháy suốt một giáp. Quá trình cũng có thể được xem như rèn luyện, rèn chính thân thể và nguyên thần, qua được sẽ đúc thành thân thể quái thai tuyết tàng. Sau đó còn phải trải qua 4 lần rèn luyện bằng thiên hỏa nữa, tương lai nhất định sẽ phi thăng tiên giới, tổng cộng rèn luyện thiên hỏa 5 lần. Khác với tán tu là không bị hạn chế về thời gian, tức là nói sau khi rèn luyện thiên hỏa lần đầu có thể tự chọn thời gian rèn lần kế, chỉ cần bản thân nắm chắc là được, nhân vật bực này phi thăng tiên giới cũng đạt được thành tựu cao hơn tiên nhân bình thường, rất cường đại. Còn nhìn phía sau Hoa Lang ấy, ba đạo hào quang, mặc kệ là tán tiên hay quái thai, dùng mắt càn khôn là có thể nhìn thấy hào quang sau lưng bọn họ. Nghe lão đầu giảng giải về quái thai tuyết tàng, Dương Bách Xuyên không nhìn được hít hà một hơi, sư phụ, theo lời ngài quái thai tuyết tàng được thiên hỏa tôi luyện 6 lần há chẳng phải còn mạnh hơn cả tu sĩ phi thẳng kỳ ư. Đúng là như thế,
quái thai tuyết tàng vốn là tu sĩ phi thăng cảnh lựa chọn tu luyện lại từ đầu, nói cách khác quái thai tuyết tàng một đạo hào quang tương ứng với phi thăng cảnh sơ kỳ nhưng xét về thực lực tổng hợp thì có thể xem như vô địch trong cùng cảnh giới. Hai đạo hào quang tương ứng phi thăng cảnh trung kỳ, ba đạo là phi thăng cảnh hậu kỳ, bốn đạo là phi thăng cảnh đại viên mãn mà năm đạo chính là phi thăng cảnh đỉnh phong, là sự tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Nói trắng ra, quái thai tuyết tàng là loại người tu luyện theo một cảnh giới khác khi ở phi thăng cảnh, cùng cảnh giới tuyệt đối không phải đối thủ của đám bất tử này. Hoa lang có ba đạo hào quang tương đương với phi thăng cảnh hậu kỳ, đúng là cường địch. Vân Thiên Tà nói đến đây thì bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, xú lão đầu, nếu giống như ngài nói thì lần này con trốn không thoát được à. Đến ngài cũng không có cách giải quý hoa lang ư. Danh con khốn khiếp, sao vi sư lại bó tay được. Vân Thiên Tà gào lên như mèo bị giẫm đuôi, không thể chấp nhận việc đồ đệ nói ông không được. Vậy đối phó thế nào, nếu lát nữa hoa lang đuổi kịp thì giao cho ngài xử lý nhé. Dương Bách Xuyên được nước lấn tới. Không được, vi sư sẽ không ra tay, con phải tự mình giải quyết, vi sư đường đường là tán tiên chí tôn, xuống tay thu thập một cái tiểu bối rất đáng chê cười. Vân Thiên Tà nói năng hùng hồn lý lẽ. Dương Bách Xuyên trợn mắt, xú lão đầu, ngài cũng thấy đối phương là quái thai ba đạo hào quang đó, con giải quyết sao nổi. Ngài muốn con đi chịu chết hả? Người khác không có cách nhưng thằng danh con thì có, ha ha, hơn nữa. Con thu thập hoa lang sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt. Vân Thiên Tà bắt đầu úp úp mở mở. Sư phụ xấu xa, ngài mau nói biện pháp đi mà, đừng úp úp mở mở nữ. Mẹ kiếp, gã đuổi tới rồi kìa. Trong khi trò chuyện, Dương Bách Xuyên vừa dồn hết sức bay vừa chú ý phía sau lưng. Bắt gặp một tia sáng lấp lóe tại chân trời cách mấy vạn dặm là biết hoa lang đuổi tới rồi. Quả nhiên ngay sau đó phía chân trời truyền đến giọng nói ngả ngớn đầy ý cười của hoa lang, nhãi con, không tệ không tệ, tốc độ không hề thua kém lão phu. Được, để lão phu xem ngươi có thể trốn được bao xa, ha ha ha. Nghe tiếng hoa lang, Dương Bách Xuyên lập tức trở nên căng thẳng, hắn thầm mắng đồ biến thái, sau đó vội vàng hỏi sư phụ, xú lão đầu. Gã đuổi tới rồi kìa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sốt ruột cái gì, gã muốn đuổi kịp con cũng không đơn giản đâu. Con cứ giữ vững cái tốc độ này, không tốn một chốc thì gã đuổi không kịp đâu. Vi sư không nhây nữa, nói thật cho con biết, thằng nhóc con rời Thái Hoang nhất định đã đưa tới đại thiên kiếp. Ở Thái Hoang bị pháp tắc áp chế nên không có thiên kiếp, nhưng sau khi ra đây, thiên kiếp của con chắc chắn sẽ buông xuống. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có lẽ xuống liền dây sau nói không chừng. Giờ con kéo dài thời gian, chờ đến khi thiên kiếp buông xuống chính là lúc đối chiến với hoa lang. Vi sư kêu con chờ thiên kiếp mới đối phó hoa lang còn có một nguyên do khác, hoa lang là quái thai tuyết tàng, kẻ vượt qua thiên kiếp tuyết tàng khác với người vượt thiên kiếp bình thường ở khảo nghiệm thiên hỏa. Nếu con đối chiến với hoa lang trong lúc đại thiên kiếp buông xuống, gã có thể giúp con giảm bớt một phần nghiệp hỏa. Cuối cùng Vân Thiên Tà cũng nói ra mục đích. Thế nhưng vào tai Dương Bách Xuyên lại có chút không đáng tin lắm, hắn không nhịn được hỏi, xú lão đầu, độ thiên kiếp và đối đầu với hoa lang, có thể đảo ngược thứ tự lại được không? Còn nữa, hoa lang thật có thể san sẻ một phần nghiệp hỏa thiên kiếp cho con à? Danh con khốn kiếp, có khi nào vi sư lừa gạt con không? Cứ làm theo lời vi sư nói, tất cả lấy độ thiên kiếp là chủ, lần này vi sư không thể giúp con được. Đại thiên kiếp là lần khảo nghiệm cuối cùng của thiên đạo dành cho người tu chân, vượt qua đó là đại đạo tươi sáng, không thể qua thì trở thành tán tiên, đi con đường ngày xưa của vi sư. Vân Thiên Tà mắng. Khoảng cách với hoa lang đằng sau ngày càng thu nhỏ lại, Dương Bách Xuyên cũng không biết thiên kiếp của mình sẽ buông xuống khi nào, thứ đồ chơi này do thiên đạo khống chế, không phải nói muốn xuống là xuống. Hắn dùng hết sức bay nhanh, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hiện tại chỉ hy vọng thiên kiếp mau mau xuất hiện, nếu không bị hoa lang đuổi kịp thì hắn cũng bó tay chịu trói. Rồi đống chú ý lúc sau của sư phụ nữa, cũng sẽ tan thành mây khói hết. Dương Bách Xuyên biết lần này sư phụ sẽ không ra tay, bởi vì thiên kiếp là của hắn, không một AK giúp được. Tuy hắn biết thần hồn của sư phụ cường đại nhưng chưa chắc người đã có thể đối phó với hoa lang. Hiện tại chỉ có thể dựa theo lời lão đầu. Cố hết sức chạy trốn kéo dài thời gian, đợi đến khoảnh khắc thiên kiếp buông xuống vừa độ kiếp vừa xử lý hoa lang. Tốc độ của Dương Bách Xuyên gần như đã đạt đến mức đi được vạn dặm trong một nhịp thở,
thế nhưng Hoa Lang cũng không chịu thua kém, bám chặt sau lưng hắn không bỏ. Vốn dĩ cả hai cách nhau chừng 3.000 mét, thế mà hắn phát hiện gã đã rút ngắn lại còn tầm 2.000 thôi. Không phải do hắn chậm lại mà là Hoa Lang đang nhanh lên. Dương Bách Xuyên hồn bay phách lạc. Hai người một trước một sau nhoáng cái đã bay được vạn dặm. Cũng không biết đã qua bao lâu, họ đã ra khỏi phạm vi của tinh cương Ngân Hà. Dương Bách Xuyên vẫn luôn là bay thẳng về trước, xuyên qua địa hạt của tinh cương Thiên Sơn và núi Thiên Kiếm. Tu chân giới mênh mông bát ngát, mỗi một tinh cương đều trải dài ngàn vạn dặm, cũng vì thế mà còn được gọi là tinh vực 3.000 dặm. Dương Bách Xuyên bay thẳng qua, một tháng sau đã tới biên giới của hai đại tinh cương. Những vùng sở hữu tài nguyên dồi dào ở tu chân giới đều bị nhân tộc chiếm giữ và khai phá, tuy sau nhiều năm tháng tích lũy đã thai nghén ra vô số nền văn minh tu chân rực rỡ khác nhưng nhân tộc vẫn chiếm thế chủ đạo tuyệt đối. Vùng hoang dã rộng lớn bên ngoài tinh cương lại có rất ít nhân tộc, hầu hết là nơi cư trú của đại yêu vô thượng hoặc chủng tộc dị loại, có nơi hoàn cảnh tự nhiên quá mức ác liệt, không thể sinh sống. Đúng địa phương này đã bị nhân tộc xếp vào danh sách nơi hung hiểm. Hiếm ai dám bén mảng tới. Dương Bách Xuyên bị Hoa Lang đuổi theo suốt một tháng trời chỉ lo vùi đầu chạy như điên, chính hắn cũng không rõ mình đang ở đâu. Chỉ cảm giác linh khí xung quanh bỗng loãng đi, khắp nơi tràn ngập khí tức hoang dã. Trong lúc khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp, từ 3.000 mét ban đầu, một tháng sau chỉ còn chừng 300 mét. Cả hai vẫn một trước một sau bay về phía trước. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần mình hơi sơ sẩy một chút là sẽ bị Hoa Lang bắt kịp ngay, hắn không khỏi chua xót, nỗi phiền muộn trong lòng ngày càng dâng cao. Ầm ầm ầm. Không trung đột nhiên vang lên từng tiếng rền vang. Xoẹt. Một đạo lôi điện bổ xuống đỉnh đầu hắn. Dương Bách Xuyên kinh hãi, vô thức dừng chân. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã tới một dãy núi đen nhánh khổng lồ. Toàn bộ dãy núi đều cháy đen. Mà ngay trước mắt là một sơn mạch rộng lớn kỳ quái. Sở dĩ nói là đại sơn mạch, bởi liếc mắt không thể nhìn thấy đỉnh núi, khắp nơi trong tầm mắt chỉ có một màu cháy đen. Ngọn núi cao vút lẫn vào mây, ẩn giấu trong lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ toàn cảnh. Nơi mắt có thể nhìn thấy chỉ toàn một màu cháy đen. Răng rắc. Ầm ầm ầm. Lôi điện vần quanh trong mây mù lúc ẩn lúc hiện, tiếng sấm rền vang từng trận. Chẳng biết vì sao khi Dương Bách Xuyên bắt gặp sơn mạch cháy đen này lại cảm thấy quen thuộc khó tả, nơi này giống hệt núi Ngũ Lôi trong không gian Bình Càn Khôn. Chỉ khác là nó rộng lớn hơn núi Ngũ Lôi không biết bao nhiêu lần, dù sao hầu hết diện tích cũng bị bao phủ trong mây mù sấm chớp, không thể nhìn rõ toàn cảnh. Dương Bách Xuyên dừng ngay lúc này có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, tòa sơn mạch này không ngừng phát ra tiếng sấm quỷ dị cản trở đường đi, hắn muốn đi tiếp thì phải vượt qua nơi này trước. Nghe tiếng sấm khủng bố là biết không dễ dàng rồi. Thứ hai, chẳng biết có phải do trùng hợp bị tiếng sấm thôi thúc hay không mà hắn bỗng thấy bực bội hẳn lên, cảm giác này lại còn rất quen thuộc. Năm đó khi còn ở Kim Đan Kỳ, độ tiểu thiên kiếp chính là loại cảm giác này. Hắn biết, đại thiên kiếp của mình sắp buông xuống rồi. Vậy nên Dương Bách Xuyên không chạy nữa, dù bây giờ đại thiên kiếp chưa tới thì hắn cũng không thể chạy được bao xa. Bởi vì Hoa Lang đuổi tới gần sát rồi. Đã thế, còn không bằng quyết chiến một trận. Giờ đại thiên kiếp buông xuống, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên, quả nhiên vùng trời trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ kiếp vân cuồn cuộn. Chẳng qua nơi này vốn dĩ đã tràn ngập lực lượng lôi điện, mây mù dày đặc, nếu không phải Dương Bách Xuyên cảm giác được mình sắp độ kiếp thì thật sự không thể phân biệt đây có phải là thiên kiếp hay không. Chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên dừng lại không chạy nữa, Hoa Lang đuổi tới trong chớp mắt. Ha ha, danh con, sao ngươi không chạy tiếp? Hoa Lang mỉm cười nghiền ngẫm, dừng cách Dương Bách Xuyên 100 mét. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, không chạy, chạy không nổi. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không nhàn rỗi, liên tục ném linh đào vào miệng, bổ sung chân khí bị sói mòn. Trên thực tế, tuy hắn bay suốt một tháng nhưng suốt dọc đường vẫn không quên cắn nuốt linh đào bổ sung chân khí, giờ chỉ cần điều chỉnh lại trạng thái đến đỉnh phong, sau đó vừa độ kiếp vừa chém giết Hoa Lang. Hoa Lang biết Dương Bách Xuyên đang dùng linh quả bổ sung pháp lực trong cơ thể, gã không ngăn cản mà cũng nuốt đan dược bổ sung chân nguyên đã bị tiêu hao.
Đuổi theo suốt một tháng, Hoa Lang đã sinh ra lòng ái tài với Dương Bách Xuyên, tốc độ của thằng nhãi này không hề kém hơn quái thai Tuyết Tàng là gã chút nào, mấu chốt là hắn có thể bay vạn dặm suốt tháng, ngay cả tu sĩ phi thăng cảnh cũng không đủ pháp lực để kiên trì lâu như thế. Vậy mà tên nhãi Dương Bách Xuyên này lại làm được, hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Xét từ điểm này, Hoa Lang biết trên người Dương Bách Xuyên cất giấu không ít bảo vật dùng để bổ sung pháp lực, đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh của hắn vượt xa tu sĩ bình thường, xem ra cũng là một tiểu quái vật. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Lang lại lên tiếng, có thể kiên trì chạy suốt một tháng trong tay lão phu cũng đủ khiến thằng nhãi ngươi kiêu ngạo, hiện tại lão phu có hơi không nỡ giết ngươi rồi đấy. Hay là vậy đi, ngươi giao pháp trượng vạn linh, pháp bảo động thiên và thần thú kỳ lân trên người ra đây, lão phu thu ngươi làm đồ đệ, ta sẽ tự thương lượng với vạn linh thánh mẫu bên kia, thế nào? Ha ha ha! Dương Bách Xuyên cười phá lên, sắc mặt u ám, lên tiếng, đệt. Người mẹ nó đang giỡn đấy à? Dí theo tiểu gia suốt một tháng như chó liếm, giờ lại bắt tiểu gia bái ngươi làm thầy. Ngươi là cái thá gì mà đòi làm sư phụ của tiểu gia? Xem tiểu gia là nít danh 3 tuổi đấy phỏng, còn giao pháp bảo động thiên, thần thú kỳ lân, phẹt. Hoa Lang nghe Dương Bách Xuyên mắng xong mặt mày đen thui, âm u nói, thứ không biết tốt xấu, không nhận lòng tốt của lão phu thì thôi, giết ngươi là xong. Nơi đây chính là dãy núi Vân Lôi. Được xưng là nơi hung hiểm nhất tu chân giới, toàn bộ dãy núi đều tràn ngập lôi đình, lên núi ắt chết, lão phu xem ngươi chạy thế nào. Ai nói tiểu gia muốn bỏ chạy, thứ xúc sinh nhà ngươi, chịu chết đi. Dương Bách Xuyên nhếch mép cười, không thèm để ý. Bởi vì hắn cảm nhận được kiếp thứ nhất của đại thiên kiếp đã ngưng tụ thành công rồi. Tuy không biết đại thiên kiếp của mình là cấp bậc gì nhưng áp lực trong lòng khủng bố hơn lúc độ tiểu thiên kiếp vô số lần. Thiên kiếp có 9 loại, từ thấp nhất là nhất cửu đến cao nhất là cửu cửu, dựa theo lời sư phụ, người bình thường độ kiếp đều là tam cửu, cùng lắm là ngũ cửu hoặc lục cửu mà thôi, cao hơn nữa thì hầu như không thể vượt qua. Dương Bách Xuyên biết mình không giống người khác, lúc trước hắn độ tiểu thiên kiếp chính là thiên kiếp cửu cửu tối cao, chân chính 81 đạo thiên kiếp, bởi căn cơ của hắn là kim đan thập toàn thập mỹ. Đại thiên kiếp lần này sẽ là cỡ nào đây? Nhưng nghĩ chắc sẽ không kém, đánh chết Hoa Lang không thành vấn đề. Thấy đối phương tức giận, Dương Bách Xuyên càng mắng hung tợn hơn, thật ra hắn sợ Hoa Lang cảm nhận được thiên kiếp sẽ bỏ trốn thôi, gã chạy thì kế hoạch của hắn sẽ thất bại, còn dẫn đến rất nhiều rắc rối. Hắn không hy vọng độ kiếp sắp thành công lại chết dưới một kích đoạt mạng của Hoa Lang. Cho nên lúc này tốt nhất là chọc giận Hoa Lang, chờ gã xông tới thì thiên kiếp cũng buông xuống, gã muốn chạy cũng trốn không thoát. Lão phu sẽ tiễn ngươi lên đường ngay lập tức. Hoa Lang bị Dương Bách Xuyên chọc giận, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt hắn, vung nắm đấm. Dương Bách Xuyên đứng im tại chỗ, cách 3 mét đã cảm nhận được uy lực một quyền của Hoa Lang, da thịt đau đớn do bị pháp lực cường đại quét tới. Xẹt xẹt. Đúng lúc này, đạo thiên kiếp thứ nhất đã đánh xuống. Dương Bách Xuyên giơ đồ long kiếm lên, vừa cản quyền của Hoa Lang vừa chống lại lôi đình thiên kiếp. Quỳnh. Một đạo thiên kiếp bổ xuống, hai tiếng kêu rên đồng thời vang lên. Là Dương Bách Xuyên và Hoa Lang. Ngươi thế mà lại độ kiếp. Hoa Lang biến sắc, biết mình bị Bách Xuyên lừa vào bẫy rồi. Gã là quái thai Tuyết Tàng, từng trải qua thiên kiếp Tuyết Tàng tẩy lễ, tuy rằng thiên kiếp độ kiếp khác với thiên kiếp Tuyết Tàng nhưng chỉ cần lây dính thì chắc chắn sẽ phát động thiên kiếp Thiên Hỏa Tuyết Tàng lần thứ tư của gã. Hoa Lang là quái thai Tuyết Tàng mới rèn luyện lần thứ ba, đương nhiên gã còn chưa sẵn sàng nghênh đón lần thứ tư. Hiện giờ bị đại thiên kiếp của Dương Bách Xuyên bổ một nhát, thiên kiếp Tuyết Tàng lần thứ tư của gã lập tức sẽ buông xuống, khỏi phải nói sắc mặt Hoa Lang khó coi đến chừng nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.